Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 80. Nghe thấy Phù Cẩm Tiên nói vậy, Chu Nguyên thoáng biến sắc. Cho dù hắn không thích Dương Diệp, nhưng cũng không dám khinh thường. Nói đùa sao, ngay cả tổ sư Thanh Đạo Môn cũng không dám khinh thường, hắn làm sao dám khinh thường được. Hơn nữa, hắn cũng tận mắt nhìn thấy rõ thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp. Khi trưởng thành lên, không, đừng nói là trưởng thành lên, cho dù bây giờ, Dương Diệp đã có thể tạo thành uy hiếp với Thanh Đạo Môn. Chu Nguyên, người đúng là càng sống càng tụt lùi. Lúc này, Thiên Lang Vương châm chọc nói. Dương Diệp chẳng qua là một bán thánh, cho dù hắn có yêu nghiệt, thì có thể yêu nghiệt tới mức nào. Nếu như không phải thánh giả của Thư viện Vân Hải cùng thánh giả của Cổ Kiếm Trai bảo vệ hắn, muốn giết hắn chỉ đơn giản giống như bóp chết một con kiến, không phải sao? Chu Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Thiên Lang Vương, trong lòng vẫn đang do dự, lúc này, nam tử mặc trang phục gấm bỗng nhiên nói. Ta không có nhiều kiên nhẫn, 10 hơi thở, trong 10 hơi thở, nếu ngươi không nghĩ biện pháp làm cho Dương Diệp đi ra, ngươi và cả đám đệ tử của Thanh Đạo Môn đều phải chết. Giọng điệu của các hạ khó tránh khỏi quá lớn rồi. Chu Nguyên nhìn về phía này nam tử mặc trang phục gấm, trầm giọng nói. Ngươi có thể thử xem. Nam tử mặc trang phục gấm bình tĩnh nói. Gào. Đúng lúc này, con rồng đen đột nhiên gầm lên giận dữ. Long uy chút xuống là ầm không gian chấn động. Con rồng lớn mở miệng nói ra tiếng người. Thế tử, cần gì phải nói nhảm cùng những con kiến hôi này. Cứ để cho ta trực tiếp tiêu diệt những con kiến hôi này, còn sợ Dương Diệp không ra sao. Nghe thấy con rồng đen nói vậy, Chu Nguyên thoáng biến sắc. Hắn nhìn rồng đen một lát, đột nhiên nghĩ tới địa cu gì, con người của hắn co lại, nói. Ngươi, các ngươi đến từ Trung Thổ Thần Châu sao? Nhân loại ngu xuẩn, nếu không ngươi nghĩ sao? Con rồng đen nhìn xuống Chu Nguyên, nói. Nghe được con rồng đen thừa nhận, tất cả mọi người cùng yêu thú ở đó đều biến sắc sắc. Cả Thiên Lang Vương cũng vậy, cho dù trong lòng hắn sớm suy đoán nam tử mặc trang phục gấm này đến từ Trung Thổ Thần Châu, nhưng vẫn không dám xác định. Bởi vì có rất ít người Trung Thổ Thần Châu tới Thanh Châu này. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới người Trung Thổ Thần Châu sẽ tìm đến Dương Diệp. Lẽ nào Dương Diệp thật sự đến từ Trung Thổ Thần Châu sao? Trong lòng Thiên Lang Vương thầm nghĩ. Lúc này vẻ mặt Chu Nguyên có chút khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới nam tử mặc trang phục gấm cùng con rồng đen trước mắt đến từ Trung Thổ Thần Châu. Thật ra, hắn nên sớm nghĩ tới. Bởi vì ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu, trong Thanh Châu từng có rồng xuất hiện, nhưng từ trước tới nay chưa từng có rồng thánh giai chỉ ở Trung Thổ Thần Châu mới có. Trung Thổ Thần Châu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhìn về phía nam tử mặc trang phục gấm, trong mắt có vẻ kiêng kỵ cùng nghiêm trọng. Không quan tâm thế lực của nam tử trước mắt này ở Trung Thổ Thần Châu là cấp bậc gì, không hề nghi ngờ đó không phải là tồn tại Thanh Đạo Môn có thể trêu chọc được. Không phải Thanh Đạo Môn sợ, mà là không đáng. Thanh Đạo Môn cùng đối phương vốn không có ân oán, mục tiêu của đối phương là Dương Diệp, Thanh Đạo Môn căn bản không cần phải vì Dương Diệp mà chống lại đối phương. Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Nguyên không còn do dự nữa, nói. Các hạ muốn tìm Dương Diệp, ngược lại có một biện pháp có thể ép hắn đi ra. Người này rất coi trọng tình cảm, nếu như người bắt người hắn để ý, sau đó truyền lời đồn ra ngoài, không quan tâm hắn ở đâu cũng sẽ nhất định nhanh chóng trở về. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, Phù Cẩm Tiên khe khẽ thở dài. Thanh Đạo Môn cùng Dương Diệp lại trở thành kẻ thù rồi. Mà Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi lại biến sắc. Không hề nghi ngờ, người Chu Nguyên nói chính là hai nàng. Người hắn để ý sao? Nam tử mặc trang phục gấm khẽ nhíu mày. Lúc này, Thiên Lang Vương đột nhiên chỉ vào hai nàng Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi phía dưới, nói. Chính là hai nàng này. Nam tử mặc trang phục gấm theo ngón tay của Thiên Lang Vương, liếc nhìn Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt của hắn tập trung vào Yên Nữ ở bên cạnh Ngọc Vô Song. Nhìn thấy Yên Nữ. Hắn chợt nhíu mày. Một lúc sau, hắn nói. Ngươi cho ta cảm giác đã từng quen biết. Nghe thấy nam tử mặc trang phục gấm nói vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Yên Nữ. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Yên Nữ liếc nhìn nam tử mặc trang phục gấm, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía con hồ ly trong lòng. Không để ý. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người kinh sợ muốn rơi cằm. Mọi người không nghĩ tới nữ tử trông yếu ớt này dám phất lờ nam tử mặc trang phục gấm đến từ Trung Thổ Thần Châu.
Ông trời ơi, dưới chân hắn chính là một rồng thánh giai đấy. Không ngờ nam tử mặc trang phục gấm cũng không tức giận, ngược lại trên mặt hắn còn lộ vẻ nghiêm trọng cùng nghi ngờ. Nam tử mặc trang phục gấm nhìn yên nữ một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Ta xem thường chuyện đối phó với một nữ nhân, chuyện này do ngươi làm. Lúc nào Dương Diệp tới, các ngươi mới có thể rời đi, hiểu chưa? Vẻ mặt Chu Nguyên có chút khó coi, hắn đã bao giờ bị người áp chế như vậy chứ? Nhưng hắn không dám phản kháng. Bởi vì, nếu như con rồng đen này liên thủ cùng Thiên Lang Vương, không chỉ những đệ tử thanh đạo môn kia, ngay cả hắn cũng phải bỏ mạng ở đây. Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên trầm giọng nói. Đạo phu, bắt các nàng lại. Hắn là một thánh giả, tất nhiên không tiện ra tay với hai nữ tử yếu đuối. Phía dưới, thanh đạo phu do dự một lúc, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lao về phía Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi. Cho dù hắn không muốn làm như vậy, nhưng hắn hiểu rõ, lúc này nếu không làm như vậy, các đệ tử thanh đạo môn đều sẽ chết ở đây. Đúng lúc này, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên có một điểm sáng kéo tới. Khi điểm sáng biến mất, mọi người đều sửng sốt, Thiên Lang Vương cùng nam tử mặc trang phục gấm và cả Chu Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống phía dưới. Lúc này, thanh đạo phu đã dừng lại, mà ở trước mặt thanh đạo phu có một nam tử đang đứng. Trong tay nam tử kia cầm một thanh kiếm gác ngang trên cổ của thanh đạo phu. Từng tia máu tươi chậm rãi tràn ra khỏi cổ của thanh đạo phu. Dương Diệp. Mọi người lấy lại tinh thần. Người bên phía Vân Hải Thành mừng như điên. Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong mắt các nàng lại có vẻ phức tạp. Bởi vì các nàng cũng không hy vọng Dương Diệp trở về. Nhưng bây giờ Dương Diệp trở về, hơn nữa còn trở về một mình. Hắn là quay về tìm cái chết. Bên cạnh Ngọc Vô Song, ánh mắt yên nữ rơi vào trên người của Dương Diệp, quan sát hắn, sau đó cúi đầu vuốt ve con hồ ly đã ngủ say, khẽ nói. Ali, chúng ta lập tức có thể về nhà rồi. Dương Diệp, người đừng kích động. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm đặt ngang trên cổ thanh đạo phu, Chu Nguyên thầm cả kinh, vội vàng nói. Có việc gì từ từ nói chuyện, đạo phu là thiên tài của thanh đạo môn ta, là hy vọng sau này của thanh đạo môn ta. Phụt, đột nhiên, một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, đầu của thanh đạo phu trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp thu hồi kiếm, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, những lời ngươi nói có liên quan gì đến ta? Hóa ra ngươi kém như vậy. Một kiếm giết chết thanh đạo phu trong nháy mắt. Dương Diệp trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào? Thanh đạo phu chính là một trong năm thiên tài lớn Thanh Châu. Ngoại trừ thánh giả ra, đây là một trong những cường giả của thế hệ trẻ. Nhưng một chí cường giả như vậy đã bị Dương Diệp một kiếm giết chết trong nháy mắt. Dương Diệp là thánh giả rồi sao? Trong lòng mọi người vô cùng chấn động. Lúc này vẻ mặt Thiên Long Vương cũng rất nghiêm trọng, thực lực của thanh đạo phu kém hơn Dương Diệp, đây là điều chắc chắn, nhưng tuyệt đối không yếu đến mức không thể có sức đánh trả lại Dương Diệp. Nhưng chẳng bao lâu, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh kiếm màu vàng trong tay cùng chiếc áo choàng màu đen trên người Dương Diệp, hắn đã hiểu rõ. Kiếm là thần giai, áo choàng cũng là thần giai. Dựa vào là vật bên ngoài. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Thiên Lang Vương thoáng thả lỏng, nếu như Dương Diệp thật sự trở thành thánh giả, hắn sẽ rất kiêng kỵ. Một khi loại thiên tài này thành thánh, thực lực kia tuyệt đối sẽ rất khủng khiếp. Nhưng thật may, lúc này Dương Diệp còn không phải là thánh giả, chỉ mượn trang bị để tăng thêm thực lực của mình mà thôi. Thiên Lang Vương không ra tay, mà nhìn kịch hay của Dương Diệp. Nam tử mặc trang phục gấm đến từ Trung Thổ Thần Châu muốn tìm Dương Diệp, nhìn bộ dạng của đối phương như vậy thì tuyệt đối không có ý tốt, mà bây giờ Dương Diệp này lại phát sinh mâu thuẫn cùng thanh đạo môn. Có thể nói lúc này Dương Diệp đã đắc tội hai thánh giả, nếu như thêm hắn nữa, chính là ba người. Hắn ngược lại muốn xem thử, lần này ai còn có thể cứu được Dương Diệp. Dương Diệp! Chu Nguyên chỉ tay vào Dương Diệp giận dữ gầm thét lên, nói. Có phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi đúng không? Dương Diệp cười lạnh, nói. Lão thất phu, ngươi có thể thử xem. Vậy thử xem. Chu Nguyên gầm lên giận dữ và muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp vung tay phải lên. Một người mặc áo đen đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nhìn thấy người mặc áo đen này, đồng tử của Chu Nguyên hơi co lại. Thiên Lang Vương cũng biến sắc. Bởi vì người mặc áo đen này là thánh giả.
Bởi vì Dương Diệp thi triển kiếm vực che phủ tử khí trên người của thánh giả kiếm nô Lý Nguyên, nên tất cả mọi người ở đó căn bản không biết Lý Nguyên chỉ là một con rối, hơn nữa còn chẳng qua là một con rối thánh giả yếu ớt. Dương Diệp liếc nhìn Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên, nói. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngốc đến mức trở về một mình sao? Ta nói cho các ngươi biết, Hùng Vương của Hùng tộc đã đồng ý ra tay. Đại quân Hùng tộc sẽ lập tức đến đây. Ngươi bớt nói dối đi. Thiên Lang Vương giận dữ gầm thét lên. Ta đã nhận được tin tức, Hùng tộc tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của Thiên Lang Sơn Mạch cùng Thư viện Vân Hải. Thánh giả bên cạnh ngươi tuyệt đối không phải là cường giả Hùng tộc. Thánh giả này là một con rối. Lúc này, nam tử mặc trang phục gấm đột nhiên nói. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, nhìn về phía nam tử mặc trang phục gấm kia. Hắn không nghĩ tới nam tử này có thể nhìn thấu. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía con rồng đen. Rồng à! Mí mắt Dương Diệp hạ xuống, trên người hắn có máu của tổ long, có thể kìm chế long tộc cấp thấp hơn tổ long. Nhưng con rồng đen này là thánh giai. Liệu hắn có thể kìm chế được không? Con rối à? Nghe thấy nam tử mặc trang phục gấm nói vậy, trong lòng Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên đều thầm cả kinh. Bọn họ tất nhiên biết về con rối, nhưng thế giới này, có ai có thể chế luyện thánh giả thành con rối được? Hai người cảm thấy không tin, nhưng không dám đi phản bác lại lời của nam tử mặc trang phục gấm. Bọn họ không muốn đắc tội nam tử mặc trang phục gấm này. Không sai, đây là con rối của ta. Dương Diệp đột nhiên nói. Đây là một con rối thánh giả ta thu được. Chu Nguyên, Thiên Lang Vương, hai người các ngươi không phải muốn giết ta sao? Muốn giết thì cứ tới. Ta nói cho các ngươi biết, hai người ai muốn ra tay trước, con rối thánh giả của ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Dù không liều mạng được, ta cũng sẽ làm cho hắn tự nổ, đồng quy vu tận cùng các ngươi. Dương Diệp, ngươi nghĩ rằng ngươi như vậy, chúng ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao? Chu Nguyên gần giọng nói. Ngươi giết Thanh Đạo Phu, ta cho ngươi biết, Thanh Đạo Môn ta cùng ngươi và cả cổ kiếm trai sẽ không chết không dừng. Tất cả mọi người của Thanh Đạo Môn nghe lệnh, toàn lực tiêu diệt đệ tử của cổ kiếm trai ở đó. Ta xem ai dám động tới. Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Thanh Đạo Môn, gần giọng nói. Đệ tử của Thanh Đạo Môn nghe đấy, Dương Diệp ta không phải là một người vong ân phụ nghĩa. Tổ sư của các ngươi có ơn với ta không muốn lấy oán trả ơn. Cho nên ta giết Thanh Đạo Phu là vì hắn ra tay trước. Ta nói cho các ngươi biết, ta không phải là một người vong ân phụ nghĩa, nhưng ta cũng không phải là một người bảo thủ. Nếu như các ngươi dám ra tay trước, ngày hôm nay các ngươi cũng đừng mong có một ai sống sót ra khỏi Vân Hải Thành. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Thanh Đạo Môn biến sắc, mỗi người đều nhìn Dương Diệp đầy kiêng kỵ. Bọn họ đã sớm nhìn thấy tính cách cùng thủ đoạn tàn nhẫn của Dương Diệp. Bọn họ tin tưởng, nếu như mình động thủ trước, lấy tính cách của Dương Diệp tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Thiên Lang Vương, chúng ta liên thủ giết người này trước được không? Đúng lúc này, Chu Nguyên nhìn về phía Thiên Lang Vương nói. Dương Diệp giết Thanh Đạo Phu, hắn cùng với Thanh Đạo Môn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ điều này được. Thanh Đạo Môn sẽ bất chấp tất cả mọi giá để báo mối thù này. Thiên Lang Vương liếc nhìn nam tử mặc trang phục gấm, thấy nam tử mặc trang phục gấm không nói lời nào, hắn lập tức do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói. Có thể. Hai đánh một sao. Dương Diệp cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói. Tiểu Thanh. Vừa dứt lời, trong một dãy núi phía xa đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, tiếp theo một ánh sáng màu xanh từ phía xa kéo tới, trong chớp mắt đã rơi vào bên cạnh của Dương Diệp. Ánh sáng màu xanh tản đi. Một nữ tử váy xanh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thánh giả. Thiên Long Vương cùng Chu Nguyên biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới lại có một thánh giả đến. Dương Diệp này rốt cuộc tìm đâu ra hai thánh giả vậy? Người tới dĩ nhiên là Tiểu Thanh. Khi Dương Diệp vội vàng trở về Vân Hải Thành, đã bắt đầu liên hệ với Tiểu Thanh. Điều làm cho hắn vui mừng chính là Tiểu Thanh đã thật sự trở thành thánh giả. Điều này làm cho hắn có thêm phần yên tâm. Lúc này, Dương Diệp liếc nhìn Chu Nguyên cùng Thiên Lang Vương, nói. Đến đây đi, ngày hôm nay không phải các ngươi chết, chính là ta mất mạng. Được. Đúng lúc này, nam tử mặc trang phục gấm đột nhiên nói. Trước khi ta tới, gia chủ bảo ta tuyệt đối phải cẩn thận, không thể khinh thường ngươi. Ta nghĩ rằng Dương Diệp ngươi có thể là nhân vật thiên kiêu.
nhưng khi nhìn thấy ngươi đến, ta đã thất vọng. Dương Diệp, ngươi chẳng qua chỉ là một thằng hề dựa vào huyền bảo thần giai cùng người khác mà thôi. Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn về phía nam tử mặc trang phục gấm. Ngươi không có tư cách biết. Nam tử mặc trang phục gấm, nói. Ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này, ngươi tự nguyện theo ta đi, hay để ta đánh gãy hai tay, hai chân ngươi, sau đó mạnh mẽ dẫn theo ngươi đi. Dương Diệp chậm rãi bay lên không trung, tới đối diện nam tử mặc trang phục gấm cùng con rồng lớn, hắn liếc nhìn con rồng lớn màu đen, sau đó nhìn về phía nam tử mặc trang phục gấm, nói. Nếu chỗ dựa của ngươi là con rồng dưới chân ngươi, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi có lẽ phải thất vọng rồi. Nam tử mặc trang phục gấm nhìn Dương Diệp một lát, sau đó chân phải nhẹ nhàng chà chà lên rồng đen, nói. Ra tay một nhẹ, đừng giết chết hắn. Gào. Rồng lớn ngửa mặt lên trời hét một tiếng giận dữ, sau đó chợt phun ra long uy về phía Dương Diệp. Long uy này cường đại tới mức có thể so với uy lực của trời đất, làm cho rất nhiều yêu thú ở đó nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Một ít huyền giả nhân loại cũng không chịu nổi long uy này, mỗi một con nằm sấp trên mặt đất run rẩy, giống như yêu thú vậy. Dương Diệp không chống đỡ, mặc cho long uy đi tới trước mặt hắn. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, khi luồng long uy này đánh trúng Dương Diệp lúc, Dương Diệp lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên hơi co lại. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp có thể không để ý tới long uy này. Phải biết rằng, cho dù là hai người bọn họ cũng không dám bỏ qua nó đâu. Đột nhiên, Chu Nguyên biến sắc, hắn nghĩ đến một việc, trước đây khi Dương Diệp ở Thanh Đạo Môn đã từng nói qua, hắn là truyền nhân của rồng. Lúc đó hắn cảm thấy Dương Diệp nhất định đang nói dối. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Dương Diệp thậm chí miễn dịch trước long uy của rồng thánh giai, hắn không tin cũng không được. Trong mắt con rồng lớn cùng nam tử mặc trang phục gấm cũng lộ vẻ nghi ngờ, đặc biệt là rồng lớn, cho dù là cường giả thánh giả cũng không dám coi thường long uy của nó. Nhưng Dương Diệp không chỉ coi thường, còn hoàn toàn không có việc gì. Nhân loại, ngươi làm sao làm được vậy? Con rồng đen trầm giọng nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ban đầu hắn cho rằng máu long tổ của hắn không có cách nào đối phó hữu hiệu với rồng thánh giai, nhưng hắn không nghĩ tới nó vẫn có hiệu quả. Nói cách khác, thực lực cùng huyết mạch của tổ long ở đại lục huyền giả phải vượt quá con rồng đen này. Dương Diệp không nói gì, cả người hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Cùng lúc đó, nam tử mặc trang phục gấm đứng ở trên lưng con rồng lớn màu đen biến sắc. Tay phải vung lên về phía trước, một đường ánh sáng màu đen cuốn ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang, một bóng người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Khóe miệng của nam tử mặc trang phục gấm cong lên, lộ vẻ xem thường, nói. Hóa ra ngươi kém như vậy, ngươi. Nói đến đây, hai mắt của nam tử mặc trang phục gấm đột nhiên trợn tròn. Trong mắt lộ vẻ kinh hãi gần chết, hắn vừa định rời đi nhưng đã muộn rồi. Một thanh đoản kiếm đã cắm vào sau gáy của hắn, đoản kiếm không đi vào quá sâu, chỉ cắm vào mấy centimet. Cho dù như vậy, nhưng nam tử mặc trang phục gấm kia cũng không dám động đậy nữa. Hóa ra, người kém như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giọng nói của Dương Diệp vang lên ở bên tai của nam tử mặc trang phục gấm. Nam tử mặc trang phục gấm nhìn về bóng đen bị mình đánh bay phía xa. Khi thấy bóng đen kia, hắn lập tức hiểu rõ. Bóng đen kia căn bản không phải là Dương Diệp, hắn bị lừa gạt. Vẻ mặt của Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên nghiêm trọng, bởi vì tốc độ ra tay của Dương Diệp thật sự quá nhanh, thật sự quỷ dị. Trước đó, lúc Dương Diệp ra tay, bọn họ chỉ có thể mơ hồ bắt được quỹ tích hành động của Dương Diệp. Có thể nói, tốc độ của Dương Diệp đã vượt qua rất nhiều thánh giả. Nhân loại, nếu ngươi dám tổn thương thế tử, người nhất định sẽ chết không toàn thây. Con rồng đen giận dữ gầm thét lên, nhưng bởi vì nam tử mặc trang phục gấm bị Dương Diệp khống chế, nên nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp không để ý tới con rồng đen, mà nắm đoản kiếm hơi ấn vào, thanh đoản kiếm tiến vào gáy của nam tử mặc trang phục gấm thêm vài phần, nói. Bây giờ, ta có tư cách biết ngươi là ai không? Sắc mặt của nam tử mặc trang phục gấm tái xanh và đang muốn nói gì đó. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên khẽ lắc đầu, nói. Thôi đi, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Nói xong, đoản kiếm trong tay Dương Diệp chợt đâm ngược lên trên,
đầu của nam tử mặc trang phục gấm đã trực tiếp tách làm đôi. Ta đã cho ngươi đi chưa? Một. Nam tử mặc trang phục gấm mạnh mẽ không? Theo Dương Diệp, hắn rất mạnh, mạnh mẽ tới mức khác thường, còn mạnh hơn cả Thanh Đạo Phu. Nếu là bình thường, cho dù hắn có thể chiến thắng được đối phương, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng giết chết đối phương trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, cả người hắn từ trên xuống dưới đều là trang bị thần giai, còn thi triển ra huyền kỹ thần giai và kiếm ý cảnh giới hư vô. Dưới tình huống này, thực lực của hắn không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Đừng nói nam tử mặc trang phục gấm này chỉ là bán thánh cao cấp, cho dù là thánh giả, hắn cũng có lòng tin trực tiếp chống đỡ. Sở dĩ nam tử mặc trang phục gấm này hoàn toàn không chống lại, đã bị hắn một kiếm giết chết trong nháy mắt, vẫn là bởi vì đối phương khinh địch. Từ đầu đến cuối, đối phương đều lấy bộ dạng ưu việt khoan dung nhìn hắn. Nếu không phải như vậy, lấy thực lực của đối phương cùng với con rồng đen này, tuyệt đối không thể dễ dàng bị giết chết trong nháy mắt như vậy được. Đương nhiên, cho dù nam tử mặc trang phục gấm không khinh địch, Dương Diệp cũng có lòng tin giết được đối phương. Nhân loại, ngươi tự tìm chết. Nhìn thấy nam tử mặc trang phục gấm bị một kiếm của Dương Diệp giết chết trong nháy mắt, con rồng đen gầm lên giận dữ, nó sử dụng cơ thể khổng lồ kia trực tiếp đập về phía Dương Diệp. Cơ thể khổng lồ của con rồng lớn màu đen kia mang theo lực lượng cùng long uy khủng khiếp, làm cho núi cao cách Dương Diệp cả vạn dặm cũng trực tiếp biến thành bột mịn. Nhưng Dương Diệp lại không hề nhúc nhích. Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét. Đi xuống cho ta. Đi vi ưa dứt lời, Dương Diệp kích phát huyết mạch long tổ trong cơ thể mình, một uy áp vô hình ép về phía con rồng đen này. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi ngư cười, long uy của con rồng đen thánh giai đã giảm đi ít nhất 10 lần. Cùng lúc đó, tốc độ của con rồng lớn màu đen cũng chậm lại, cuối cùng, bị cứng rắn ép dừng ở trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người hoảng hốt. Lúc này, cả Chu Nguyên cùng Thiên Lang Vương cũng đều trợn tròn mắt, bộ dạng giống như đang nhìn thấy quỷ. Phía dưới, Yên Nữ đứng bên cạnh Ngọc Vô Song nhíu mày, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này, trong mắt con rồng lớn màu đen cũng đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ, hơn nữa còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì ngay vừa rồi, nó cảm nhận được một áp lực, một uy áp huyết mạch. Uy áp huyết mạch. Nó đã là thánh giả, bản thân huyết mạch đã nhận được nâng cao cùng thay đổi. Ngoại trừ tổ long, căn bản không có con rồng nào có thể tạo ra uy áp huyết mạch với nó. Nhưng mà bây giờ, nó tự nhiên cảm nhận được uy áp huyết mạch, hơn nữa còn cảm nhận được từ trên người của một nhân loại. Nhân loại, vì sao trên người ngươi có huyết mạch long tộc của ta? Con rồng đen nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt có vẻ đề phòng cùng kiêng kỵ. Nhìn thấy máu của tổ long trên người mình có tác dụng với con rồng đen, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ hưng phấn, điều này có nghĩa là sau này phần lớn những con rồng của long tộc đều sẽ bị hắn kiềm chế. Cũng có nghĩa là con vật khổng lồ trước mắt này không còn là phiền phức nữa. Dương Diệp đột nhiên đưa tay vào con rồng màu đen, giận dữ hét. Ngươi có biết ta là ai không? Âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang, làm cho vô số người cùng yêu thú bị dọa cho giật mình. Con rồng lớn màu đen nheo mắt, sau đó dữ tợn, nói. Nhân loại, ta thừa nhận máu trên người có ảnh hưởng với ta, nhưng nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào huyết mạch này để thắng ta, ta chỉ có thể nói ngươi tưởng tượng quá nhiều rồi. Làm càn. Dương Diệp phẫn nộ quát. Ta là người phát ngôn nhân loại của long tộc do tộc trưởng long tộc đích thân phong, địa vị cùng cấp với tộc trưởng của long tộc, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Có phải ngươi muốn bị lột da rút gân hay không? Ta là người phát ngôn nhân loại của long tộc do tộc trưởng long tộc đích thân phong, địa vị cùng cấp với tộc trưởng của long tộc, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Có phải ngươi muốn bị lột da rút gân hay không? Ngươi phát ngôn nhân loại. Trong mắt con rồng lớn màu đen lóe lên sự nghi ngờ, rất lâu sau nó mới trầm giọng nói. Nhân loại, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, long tộc ta từng có người phát ngôn nhân loại khi nào chứ? Nói đến đây, giọng nói của rồng lớn màu đen lạnh xuống, nói. Ngươi có biết, nếu dùng loạn danh nghĩa long tộc của ta, ngươi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào hay không? Ta muốn hỏi ngươi, vì sao trên người ta có huyết mạch long tộc? Dương Diệp nói. Có thể là ngươi đã lấy máu long tộc ta tới dung hợp huyết mạch của mình. Rồng lớn màu đen trầm giọng nói. Ngươi có thể ngu ngốc hơn nữa không? Dương Diệp châm chọc nói. Ngươi suy nghĩ xem,
ta phải rút huyết mạch của ai mới có thể tạo thành uy áp huyết mạch với ngươi hả? Ít nhất phải là tộc trưởng. Nói đến đây, đồng tử của rồng lớn màu đen co lại, bởi vì hắn phát hiện, điều này căn bản không có khả năng. Đi rút huyết mạch của tộc trưởng long tộc sao? Đừng nói ở Thanh Châu này, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu cũng không có người nào có thể làm được. Nói cách khác, nhìn thấy vẻ mặt của con rồng lớn màu đen, Dương Diệp thấy có hy vọng, vội vàng nói. Nếu như không là tộc trưởng tự nguyện cho huyết mạch của long tộc ta, ai có thể rút máu của ngài ấy chứ? Sao ta chưa từng nghe nói tới người phát ngôn của long tộc? Con rồng lớn màu đen vẫn không tin. Bởi vì đây là chuyện cơ mật cao độ của long tộc ta. Dương Diệp nói. Tộc trưởng giao cho ta một nhiệm vụ cơ mật phải hoàn thành, nói chung, đây không phải là điều người nên biết, hiểu chưa? Đúng rồi, tộc trưởng còn căn dặn, chỉ cần ta gặp phải khó khăn, hễ là rồng của long tộc ta gặp ta, đều phải trợ giúp ta vô điều kiện. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ vào Thiên Long Vương, nói. Bây giờ, người giúp ta giết chết hắn đi. Thiên Long Vương nghe vậy thì nheo mắt, vội vàng nhìn về phía con rồng lớn màu đen, thấy trong mắt con rồng lớn màu đen có vẻ do dự, trong lòng hắn thầm khiếp sợ, vội vàng nói. Các hạ tuyệt đối không thể dễ tin lời người này nói được. Nếu hắn thật sự là người phát ngôn của long tộc, lấy thực lực cùng thân phận của các hạ, tộc trưởng long tộc sao không thông báo chứ? Hơn nữa, cho dù tộc trưởng của long tộc muốn tìm người phát ngôn, làm sao có thể tìm một người thực lực yếu như vậy? Nghe vậy, rồng lớn màu đen im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nhân loại, ta không tin người là người phát ngôn của long tộc ta. Vì sao? Dương Diệp nói. Trực giác. Con rồng lớn màu đen nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Ta không có lý do gì phản bác tất cả những lời ngươi đã nói trước đó, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi không phải là người phát ngôn của long tộc ta. Trực giác. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, sau đó nói. Vậy thì sao? Con rồng lớn màu đen trầm ngâm một chút, nói. Ngươi giết thế tử của một nhánh của Lục gia, ngươi phải đi với ta một chuyến. Ngươi yên tâm, chỉ là đi với ta một chuyến thôi. Chờ trở lại Trung Thổ Thần Châu, đến lúc đó ngươi có phải là người phát ngôn của long tộc ta hay không, tất cả đều sẽ rõ ràng. Nếu như ngươi đúng là người phát ngôn của long tộc ta, đừng nói một nhánh của Lục gia, cho dù là Lục gia cũng không dám hại ngươi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, nói. Ngươi cũng biết làm vậy chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch của tộc trưởng. Hắn thật muốn trực tiếp giết con rồng lớn màu đen này, chế luyện đối phương thành kiếm nô. Có uy áp huyết mạch giúp đỡ, hắn có 5 phần nắm chắc. Nhưng hắn không thể động thủ, bởi vì giờ phút này nếu hắn ra tay với con rồng lớn màu đen, Thiên Lang Vương cùng này Chu Nguyên nhất định ra tay. Hơn nữa, cho dù rồng lớn màu đen không có uy hiếp gì quá lớn với hắn, nhưng đối vẫn là uy hiếp lớn đối với mọi người trong Vân Hải Thành. Chỉ cần hắn bất chấp tất cả xông vào đánh, Vân Hải Thành ít nhất phải chết một nửa số người. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng trí. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, con rồng lớn màu đen nói. Vậy ngươi phải lấy ra chứng cứ thuyết phục để chứng minh ngươi chính là người phát ngôn của long tộc ta. Chỉ cần ngươi lấy ra được chứng cứ làm cho ta tin tưởng ngươi chính là người phát ngôn của long tộc ta, ta lại giúp đỡ ngươi vô điều kiện. Nếu không, ngươi phải theo ta quay về Trung Thổ Thần Châu. Chỉ dựa vào một câu nói của con người trước mắt đã muốn nó làm tay sai thì không thể có khả năng. Chứng cứ à? Thiên Lang Vương cười lạnh, nói. Nếu hắn có chứng cứ đã sớm lấy ra, mà không phải ở đây lắm lời cả buổi. Theo ta thấy, huyết mạch long tộc trong cơ thể hắn chắc chắn nhận được theo cách bất chính. Nghe thấy Thiên Lang Vương nói vậy, ánh mắt rồng lớn màu đen nhìn về phía Dương Diệp có chút không tốt. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Ban đầu ta còn không muốn để lộ, nhưng không có cách nào. Rồng đen, nếu như bởi vì để lộ ra, làm hỏng kế hoạch của tộc trưởng, ngươi chính là tội nhân vạn cổ của long tộc ta, có chết 10 tộc của ngươi cũng không đủ đâu. Nói xong, trên người của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng mảnh vảy màu vàng, rất nhanh những mảnh vảy màu vàng này đã che phủ toàn thân hắn, đồng thời trên đầu của Dương Diệp còn mọc ra 2 cái sừng rồng màu vàng. Long biến, đây là thứ hắn nhận được khi được truyền thừa long tộc. Ban đầu, nó có giúp đỡ rất lớn đối với hắn, nhưng theo thực lực cùng cơ thể của hắn không ngừng tăng lên, sự trợ giúp của long biến với hắn đã nhỏ đến mức gần như không có. Bởi vậy, hắn cơ bản chưa từng dùng qua. Bây giờ,
vì có thể lừa dối được con rồng lớn màu đen này, hắn không thể không thử xem. Nhìn thấy Dương Diệp biến thành bộ dạng này, tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả Thiên Lang Vương cũng vậy. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp có thể biến thành như vậy. Lúc này, Dương Diệp quả thực chính là nửa người nửa rồng. Truyền thừa của Long tộc. Trong mắt của con rồng đen đầy kinh ngạc. Nhân loại, ngươi tự nhiên thu được truyền thừa của Long tộc ta, ngươi. Truyền thừa của Long tộc bình thường chỉ là truyền cho rồng trong Long tộc, nhưng nó không ngờ được, nhân loại trước mắt tự nhiên thu được truyền thừa của Long tộc, điều này làm cho nó cảm thấy thực sự khó tin. Dương Diệp nói, rồng đen, còn cần ta chứng minh nữa không? Rồng đen nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên sự phức tạp, cuối cùng nó khẽ lắc đầu, nói. Cho dù ngươi không phải là người phát ngôn, nhưng nhất định có nguồn gốc sâu xa với Long tộc. Hôm nay, ta trợ giúp ngươi. Nói xong, con rồng đen quay đầu và gầm lên giận dữ với Thiên Lang Vương, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, đụng mạnh về phía Thiên Lang Vương. Trong mắt Thiên Lang Vương lóe lên một tia lệ khí và biến hóa nhanh chóng, khôi phục lại bản thể, biến thành một con sói đen có hình dáng hoàn toàn không kém hơn rồng đen. Một sói một con rồng tuyệt đối không chiến đấu trên bầu trời, mà bước vào không trung. Bất kể là con rồng đen hay Thiên Lang Vương đều không dám trêu chọc thiên đạo ở thời điểm này. Sau khi con rồng đen cùng Thiên Lang Vương bước vào không trung, trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, hắn thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Chu Nguyên. Khóe mắt Chu Nguyên khẽ giật, liếc nhìn Tiểu Thanh cùng con rối kiếm nô Lý Nguyên. Sau khi cân nhắc một lát, hắn nói. Dương Diệp, chuyện giữa thanh đạo môn ta cùng ngươi, sau này thanh đạo môn ta đang sẽ thanh toán với ngươi, hôm nay nể mặt cổ kiếm trai cùng thư viện Vân Hải tạm không tính toán với ngươi. Tất cả mọi người của thanh đạo môn đi theo ta. Hắn nói xong lại muốn xé rách không gian, dẫn theo đám người thanh đạo môn rời khỏi Vân Hải Thành. Ta cho ngươi đi chưa? Đúng lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trên không trung của Vân Hải Thành. Không phải ngươi chết, chính là ngươi chết. Một, sắc mặt đám người thanh đạo môn thoáng biến đổi. Lẽ nào Dương Diệp phải giết chết Chu Nguyên ở đây sao? Chu Nguyên nheo mắt lại, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thế nào? Người xác định người phải giữ ta cùng đệ tử thanh đạo môn ta sao? Dương Diệp khẽ cười, nói. Dương Diệp ta có ân báo ơn, có thù báo thù. Tổ sư thanh đạo môn có ơn với ta, chỉ cần người thanh đạo môn không chủ động tới hai ta, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với người thanh đạo môn. Cho nên, trừ ngươi ra, đệ tử của thanh đạo môn còn lại có thể lập tức rời đi. Người xác định người có thể giữ ta lại sao? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Chiếc áo choàng phía sau lưng Dương Diệp đột nhiên biến đổi, một đôi cánh kiếm xuất hiện. Trong tay hắn cầm Hoàng Tuyền kiếm chỉ thẳng vào Chu Nguyên, nói. Muốn thử không? Dương Diệp vừa dứt lời, Tiểu Thanh cùng con rối thánh giả Lý Nguyên đã di chuyển, phân biệt ngăn cản ở hai bên trái phải của Chu Nguyên. Chu Nguyên chậm rãi nắm chặt hai tay lại, trong mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo cùng ánh sáng lạnh. Dương Diệp! Đúng lúc này, Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói. Ta biết ngươi không sợ thanh đạo môn, nhưng ngươi thật sự muốn thanh đạo môn cũng trở thành kẻ địch của Thư viện Vân Hải sao? Bây giờ Thư viện Vân Hải thật sự có thể chống lại sự trả thù điên cuồng của thanh đạo môn sao? Cho dù ta dừng tay, các ngươi cũng sẽ không dừng tay, không phải sao? Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên nói. Ngươi giết thanh đạo phu, chúng ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Phù Cẩm Tiên nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Nhưng cho dù chúng ta muốn trả thù, cũng sẽ chỉ nhằm vào ngươi, mà không phải Thư viện Vân Hải cùng cổ kiếm trai. Nhưng nếu như ngươi giết trưởng lão Chu Nguyên, hãy tin tưởng ta, thanh đạo môn sẽ lập tức phản chiến, quay sang phía Thiên Lang Sơn Mạch. Khi đó, Thư viện Vân Hải cùng cổ kiếm trai sẽ rơi vào đường cùng. Dương Diệp im lặng, lúc này, Ngọc Vô Song đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Cho dù ta cũng muốn Chu Nguyên chết, nhưng nếu như giết chết hắn vào lúc này, bất kể như thế nào thanh đạo môn cũng sẽ không bỏ qua. Bất kể là Thư viện Vân Hải chúng ta, hay là cổ kiếm trai, lúc này đều không chịu nổi sự trả thù của thanh đạo môn. Không giết hắn, chuyện giữa Thư viện Vân Hải cùng thanh đạo môn còn có thể có cách xoay chuyển. Giết chết hắn, cho dù thanh đạo môn không muốn đối địch với Thư viện Vân Hải, bọn họ cũng phải ra tay với chúng ta. Lục Uyển Nhi cũng nói. Ta bảo ngươi thả hắn đi, ta biết trong lòng ngươi không vui.
nhưng hãy xem như là vì thư viện Vân Hải với mọi người trong Vân Hải Thành, người hãy để bọn họ đi, được không? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nhìn lướt qua đám người phía dưới Vân Hải Thành, nhún vai và nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Được, bây giờ ngươi có thể đi. Nghe vậy, Phù Cẩm Thiên và đám người Thanh Đạo Môn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bên Dương Diệp có hai thánh giả, hắn có khả năng giữ Chu Nguyên lại. Quan trọng nhất, nếu Dương Diệp quả thật làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm cho Thanh Đạo Môn trở thành kẻ địch của Thư viện Vân Hải cùng với Cổ Kiếm Trai. Đến lúc đó, bất kể là đối với Thanh Đạo Môn hay Thư viện Vân Hải đều không là chuyện tốt. Cũng may lần này Dương Diệp không làm việc tùy hứng. Chu Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi, nói. Các ngươi nhớ kỹ, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, ngày khác Lão Phu nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, gương mặt Phù Cẩm Tiên chợt trắng bệch, nói. Lục Uyển Nhi cũng nói. Ta bảo ngươi thả hắn đi, ta biết trong lòng ngươi không vui, nhưng hãy xem như là vì Thư viện Vân Hải với mọi người trong Vân Hải Thành, ngươi hãy để bọn họ đi, được không? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nhìn lướt qua đám người phía dưới Vân Hải Thành, nhún vai và nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Dương Diệp tay cầm Hoàng Tuyền kiếm đâm thẳng vào phía trên hàng rào không gian này. Tất cả hàng rào không gian chấn động mạnh, trong phút chốc, Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dương Diệp chợt xoay tròn. Một tiếng động lớn vang lên, hàng rào không gian ầm ầm vỡ nát, kiếm quang hung hăng chém về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên nheo mắt, cổ tay thoáng động, một chiếc thương bạc to bằng cánh tay đã xuất hiện ở trong tay hắn. Chu Nguyên nắm chặt cây thương bạc và phẫn nộ hét lên một tiếng, đâm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Một tiếng nổ vang, một sóng khí từ mũi kiếm cùng mũi thương chợt khuếch tán ra. Vào giờ phút này, không gian phía chân trời lập tức rạn nứt, từng khe nứt không gian trải rộng khắp bầu trời, tình cảnh trông vô cùng kinh người. Dương Diệp không ngừng phóng ra kiếm ý cảnh giới hư vô, ép về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên lại mượn lực lượng của trời đất chống lại kiếm ý cảnh giới hư vô của Dương Diệp, trong giây lát, hai người rơi vào tình trạng giằng co. Kiếm không ngừng phát ra tiếng vù vù, trường thương lại không ngừng run rẩy. Không gian xung quanh hai người không chịu nổi lực lượng quá mạnh mẽ từ trên thân của hai người sinh ra, nó trực tiếp sụp xuống, nhưng nhanh chóng được pháp tắc thiên địa chữa trị, sau đó lại lập tức bị đập nát. Phía dưới, Ngọc Vô Song nhìn về phía Tiểu Thanh thấy nàng khẽ lắc đầu, nói. Lúc này nếu ta ra tay sẽ phải cùng Chu Nguyên bước vào không trung, Dương Diệp hắn vẫn chưa có cách nào bước vào không trung được. Yên tâm, nếu như Dương Diệp không nhịn được, ta sẽ ra tay. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời, Dương Diệp cùng Chu Nguyên giằng co một lát, mọi người kinh hãi phát hiện, trường thương trong tay Chu Nguyên không ngờ chậm rãi uốn cong. Lúc này, Chu Nguyên là thánh giả lại rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên lật sang một bên, hóa thành một đường kiếm quang đánh vào trước ngực của Chu Nguyên. Đồng thời, trường thương trong tay Chu Nguyên cũng đâm vào trước ngực của Dương Diệp. Hai tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị trường thương chấn động làm liên tục lùi lại trăm trượng, mà Chu Nguyên chỉ mới lùi lại chừng 10 trượng. Nhưng trên ngực của Chu Nguyên có thêm một lỗ máu, ngân thương của hắn lại không để lại vết tích gì trên ngực của Dương Diệp cả. Bởi vì Dương Diệp đã có kiếm giáp. Sở dĩ Dương Diệp dám lấy vết thương đổi vết thương, cũng bởi vì trên người mặc kiếm giáp. Sự thật chứng minh, có kiếm giáp tồn tại, hắn hoàn toàn không cần phòng ngự. Nếu như không có kiếm giáp, Dương Diệp tất nhiên không dám lấy cơ thể mình đi cứng rắn đỡ một đòn toàn lực của cường giả cảnh giới thánh giả. Cho dù cơ thể của hắn rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể không để ý tới cường giả cảnh giới thánh giả. Nhưng có kiếm giáp lại khác. Kiếm giáp có thêm kiếm ý cảnh giới hư vô, cho dù thánh giả cũng khó có thể làm gì được hắn. Khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên, có những trang bị do Cổ Kiếm Trai đưa cho, hắn hoàn toàn có năng lực một đấu một cùng thánh giả. Thật ra điều này cũng là bình thường, bây giờ hắn mặc trên người là đồ tốt nhất của Cổ Kiếm Trai, đừng nói mấy thứ này mặc ở trên người hắn, cho dù chỉ mặc ở trên người một phàm nhân cũng có thể đỡ được vài chiêu của cường giả cảnh giới hoàng giả. Lúc này vẻ mặt Chu Nguyên dữ tợn và cực kỳ khó coi. Ở trước mặt của nhiều người như vậy, hắn lại bị một con kiến hôi bán thánh làm tổn thương. Sỉ nhục, thật sự là nhục nhã lớn. Chết cho ta. Chu Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể chợt hiện lao lên trên không trung.
tay phải của hắn chộp ra phía trước. Trong phút chốc, linh khí trong mấy vạn dặm đều lao vọt về phía hắn, cuối cùng tiến vào trong cơ thể hắn. Hai tay Chu Nguyên chậm rãi giơ lên, tầng mây ở trên đỉnh đầu hắn lập tức được khuấy động, chỉ khoảng nửa khắc, tầng mây kia chậm rãi tách ra hai bên, một bàn tay lớn giống như tử viễn cổ xuyên qua bầu trời sao, mang theo khí tức cổ kính của năm tháng. Trong bàn tay này có uy áp khổng lồ, còn mạnh hơn uy lực của trời đất tới ba phần. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều hoảng hốt. Trước kia, thánh giả đều bước vào không trung đại chiến, bởi vậy ngoại trừ thánh giả ra, có rất ít người nhìn thấy được thực lực thật sự của thánh giả. Bọn họ chỉ biết thánh giả rất mạnh, nhưng không biết thánh giả rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Bây giờ, mọi người đã nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, một trường này rơi xuống, tất cả Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều sẽ hóa thành bột mịn. Hắn không sợ phá hủy quy định của linh giới, bị tất cả cường giả cảnh giới thánh giả truy sát sao? Ngọc Vô Song đứng bên cạnh Tiểu Thanh hỏi. Lúc này, một đòn của Chu Nguyên đã đủ để hủy trời diệt đất. Tiểu Thanh khẽ lắc đầu, nói. Đối thủ của hắn không phải là thánh giả, nên không cần tuân thủ quy định này. Hơn nữa, trừ khi là hai thánh giả phát điên, tùy ý phá hủy thế giới, nếu không có rất ít lão quái vật thánh giả đi xen vào chuyện của người khác. Ta hiểu rồi. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp phía xa, trong mắt lộ vẻ lo âu. Dương Diệp có thể ngăn cản được một đòn này sao? Dương Diệp sẽ trở thành người đầu tiên ở Thanh Châu từ trước tới nay, lấy thực lực của bán thánh giết người thánh giả sao? Không chỉ có Ngọc Vô Song suy nghĩ về điều này, tất cả mọi người cùng yêu thú ở đó đều nghĩ vậy. Nhìn Chu Nguyên ở phía chân trời, đôi mắt Dương Diệp híp lại, có vẻ nghiêm trọng. Hắn từng giết một thánh giả, nhưng đó là dưới tình huống lén tập kích. Khi đó, thực lực của Lý Nguyên căn bản không được thật sự phát huy. Mà bây giờ, hắn trực tiếp đối mặt với một cường giả cảnh giới thánh giả, một cường giả cảnh giới thánh giả phát huy ra thực lực thật sự. Dương Diệp chậm rãi cúi đầu nhìn Hoàng Tuyền kiếm trong tay, yên lặng trong giây lát. Hoàng Tuyền kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, khắp mặt đất đột nhiên có rất nhiều năng lượng đất màu vàng lao vọt về phía Dương Diệp, tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn phát ra khí thế cùng kiếm thế xông thẳng trời cao, chống lại bàn tay lớn của Chu Nguyên. Hai luồng khí thế vừa gặp nhau trên không trung, cả bầu trời lập tức trở nên vặn vẹo, dường như trời muốn sụp, đất muốn nứt ra vậy. Dương Diệp, hôm nay để ta xem thử ngươi rốt cuộc yêu nghiệt tới mức nào. Phía chân trời, giọng nói của Chu Nguyên vang lên giống như tiếng sấm đáng sợ. Tiếp theo, bàn tay lớn kia rơi xuống. Hôm nay, không phải ngươi chết thì cũng là ngươi chết. Dương Diệp gầm lên giận dữ, tiếng kiếm ngân vang lên, hắn hóa thành một luồng tinh quang xé rách không trung, bắn nhanh về phía bàn tay khổng lồ. Đốt hồn, lại thấy đốt hồn. Một, ầm ầm, tinh quang đánh vào trên bàn tay lớn kia và đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Không gian lập tức rạn nứt thành từng đường lớn bằng cổ tay, không ngừng lan rộng về phía chân trời. Kiếm quang của Dương Diệp ảm đạm, trên bàn tay lớn của Chu Nguyên xuất hiện vết rạn nứt. Yên lặng trong chớp mắt. Âm. Kiếm giáp mặc trên người của Dương Diệp đột nhiên nổ tung ra, rất nhiều kim kiếm nhỏ giống như cây kim phóng lên cao, cuối cùng hung hăng đánh vào trên bàn tay khổng lồ của Chu Nguyên. Suy. Ở trong ánh mắt mọi người. Những kim kiếm đánh vào trên bàn tay lớn này chợt dừng lại một thoáng, sau đó trực tiếp tiến vào bàn tay lớn. Trong phút chốc, cả bàn tay lớn xuất hiện vô số lỗ nhỏ giống như mắt trận. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay cầm Hoàng Tuyền kiếm chợt xoáy tròn lao về phía bàn tay lớn. Ầm! Dương Diệp cùng kiếm trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay lớn kia. Ầm ầm! Bàn tay lớn bị vỡ nát. Rất nhiều sóng khí bạo phát ra và lập tức khuếch tán về phía chân trời, những sóng khí này làm không gian chấn động mạnh kịch liệt kích động, dường như lập tức lại muốn nghiền nát, rất kinh người. Nhưng chẳng bao lâu, những sóng khí này đã bị kiếm quang khắp bầu trời xé rách, nghiền nát. Phía chân trời, kiếm quang ngang dọc, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, không gian liên tục bị đập nát. Tất cả mọi người đang nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó có một bán thánh đang chiến đấu sinh tử cùng một thánh giả. Hôm nay, không quan tâm Dương Diệp thua hay thắng, danh tiếng của hắn đều sẽ chấn động Thanh Châu, vượt qua cả năm thiên tài lớn. Thanh Châu trong vạn năm qua, người có thể lấy lực bán thánh khiêu chiến vượt cấp thánh giả cũng chỉ có duy nhất Dương Diệp. Nếu như hắn thắng,
vậy hắn sẽ trở thành bán thánh đầu tiên của Thanh Châu từ trước tới nay chiến thắng thánh giả. Dương Diệp thắng hay chết? Trên tường thành, Ngọc Vô Song nhìn phía chân trời rất lâu, đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn về phía Yên Nữ bên cạnh mình, nói. Hắn rất mạnh, đúng không? Yên Nữ liếc nhìn Ngọc Vô Song, sau đó ánh mắt nhìn con hồ ly trong lòng mình, khẽ nói. Còn tạm được. Đồng tử của Ngọc Vô Song đột nhiên co lại, thất thần nhìn Yên Nữ rất lâu. Đúng lúc này, không gian phía chân trời đột nhiên ầm ầm vỡ nát, một hố đen không gian rất lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiếp theo, một bóng người rơi xuống, khi sắp rơi xuống đất, một đôi cánh đột nhiên xuất hiện và bóng người kia lập tức dừng lại. Dương Diệp. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có vệt máu tươi, kiếm ý trên người hắn có vẻ rất hung bạo cùng hỗn độn. Dương Diệp thất bại. Trong đầu mọi người xuất hiện ý nghĩ này, mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên đổ mưa. Mọi người thoáng ngẩn người ra. Rất nhanh, mọi người trợn tròn hai mắt, đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đây căn bản không phải là mưa, mà là linh khí. Rõ ràng, Chu Nguyên đã chết. Dương Diệp trực tiếp giết thánh. Lúc này, vô số người ở Vân Hải Thành hoan hô, mà những đệ tử Thanh Đạo Môn tái mặt. Người đầu tiên ở Thanh Châu từ trước tới nay lấy cấp bán thánh giết thánh. Nhìn Dương Diệp, Tiểu Thanh vừa thăng cấp thành thánh giả cũng đầy vẻ chấn động. Sau khi trở thành thánh giả, nàng càng hiểu rõ ràng hơn sự khác biệt giữa cảnh giới thánh giả cùng hoàng giả. Cũng chính vì biết, nàng mới bị chấn động. Đồng thời, trong lòng nàng cũng âm thầm may mắn vì mình sau khi mình trở thành thánh giả đã nuốt lời, vẫn thực hiện giao hẹn giữa nàng cùng Dương Diệp. Lấy thiên phú cùng thực lực khủng bố của Dương Diệp, sau này hắn muốn trở thành thánh giả cũng không phải là chuyện gì khó cả. Mà một khi hắn trở thành thánh giả, vậy sẽ phải kinh khủng tới mức nào? Thấy không, thánh giả cũng không phải là đối thủ của Dương giáo viên, ha ha. Từ hôm nay, Thanh Châu không có năm thiên tài lớn nữa, chỉ còn Dương Diệp. Ở trước mặt Dương Diệp, ai dám xưng là thiên tài? Ai xứng được gọi là thiên tài chứ? Từ nay về sau, người đứng đầu thế hệ trẻ Thanh Châu chính là Dương Diệp. Trước nay chưa từng có. Hắn là huyền giả đầu tiên của Thanh Châu ta từ trước tới nay lấy bán thánh giết chết thánh giả. Cái tên Dương Diệp này chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết vĩnh viễn của Thanh Châu. Thanh Đạo Môn cùng Chu Nguyên cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Phía bên nhân loại, ngoại trừ đệ tử Thanh Đạo Môn, còn lại đều đang vui tới phát điên rồi, tất cả đều đang điên cuồng hò hét. Bọn họ vốn đang tuyệt vọng, lúc này bọn họ nhìn thấy được ánh sáng hy vọng, ánh sáng do Dương Diệp cho bọn họ. Bên phía yêu thú ba tộc nhìn Dương Diệp ở phía chân trời, trong mắt chỉ có sự khủng hoảng cùng kiêng kỵ. Không chỉ yêu tộc, ngay cả những tinh anh của Vân Tiêu Thánh Điện lúc này cũng nhìn Dương Diệp với vẻ kiêng kỵ. Lấy thực lực bán thánh giết thánh, loại chuyện này chỉ từng xuất hiện ở Trung Thổ Thần Châu, mà bây giờ lại thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một thánh giả lại bị một bán thánh giết chết ở ngay trước mặt bọn họ, bảo bọn họ làm sao không kiêng kỵ được. Phía chân trời, Dương Diệp lấy ra một tử tinh thạch bỏ vào miệng. Trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện huyền khí tràn vào, cuối cùng tất cả đều bị vòng xoáy nhỏ chuyển đổi thành tử khí tản vào các kinh mạch trong cơ thể hắn, chữa trị các vết thương trong và ngoài cơ thể hắn. Một thánh giả có thể giết chết dễ dàng sao? Theo Dương Diệp, tất nhiên không dễ giết, đặc biệt là dưới tình huống trực tiếp như vậy. Lần này, hắn có thể trực tiếp giết chết Chu Nguyên, nói cho cùng vẫn là dựa vào bộ trang phục thần cấp trên người. Nếu như không có kiếm giáp, kiếm dực, hoàng tuyền kiếm, chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn thì đừng nói giết chết Chu Nguyên, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề lớn. Cường giả cảnh giới thánh giả có lực phá hoại khủng khiếp, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn gọi Táng Thiên ra, muốn giết Chu Nguyên tuyệt đối dễ như chơi vậy. Nhưng hắn có thể gọi Táng Thiên sao? Một khi Táng Thiên được gọi ra, vậy không đơn thuần là chôn Chu Nguyên. Khi đó, có khả năng hắn cũng chôn cả chính mình. Bất kể như thế nào, lần này hắn thu hoạch được rất lớn. Bởi vì hắn không chỉ được một con rối kiếm nô thánh giả thật sự, còn nhận được tử tinh thạch trong nhẫn chứa đồ của Chu Nguyên. Trừ một viên vừa bỏ vào miệng, bây giờ hắn tổng cộng còn có 5 viên tử tinh thạch. Ngoài ra, hắn còn có một thu hoạch bất ngờ. Đó chính là nhận được một quyển trưởng kỹ thần giai hạ phẩm thương khung chi thủ. Cũng chính là chiêu bàn tay lớn được Chu Nguyên thi triển lúc trước.
hắn vẫn còn nhớ uy lực của một trưởng kia. Cho dù hắn phá trừ được thương khung chi thủ này, nhưng hắn cũng không dám khinh thường nó. Bởi vì sở dĩ hắn có thể phá được là nhờ có kiếm dực cùng kiếm giáp, kiếm ý cảnh giới hư vô, còn có nhất niệm thuấn sát. Có thể nói, thiếu bất kỳ thứ nào trong đó, hắn sẽ không có cách nào phá vỡ thương khung chi thủ này. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo, lại có một trận mưa linh khí mưa rơi xuống. Lại có thánh giả chết. Tất cả mọi người cùng yêu thú đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, là thánh giả bên nào ngã xuống vậy? Rất lâu sau, hai lão già xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một người trong đó là lão mạc của Vân Tiêu Thánh Điện, một người khác là Thương Vân Tịch của Thư viện Vân Hải. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Vân Hải Thành lại hoan hô. Viện trưởng lấy một địch hai còn có thể giết được một thánh giả, viện trưởng uy vũ, viện trưởng uy vũ. Ha ha, viện trưởng là nhân vật mạnh tới mức nào chứ? Thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện không biết sống chết, cũng dám khiêu chiến với Thương viện trưởng, đúng là tự tìm chết. Nhìn thấy Thương Vân Tịch không có việc gì, Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể nói lão già này là chỗ dựa của Thư viện Vân Hải. Nếu như hắn chết, sĩ khí của Thư viện Vân Hải nhất định sẽ giảm mạnh. Thật may là Thương Vân Tịch không chết, hơn nữa còn giết chết một thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Có thể nói, Thư viện Vân Hải vốn có tình thế bất lợi, lúc này đã có ưu thế. Đương nhiên, Dương Diệp không dám khinh thường, phải biết rằng ở phía sau Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thiên Lang Sơn Mạch còn có thế lực thần bí khác. Thương Vân Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu nói. Ta đã biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta rồi. Dương Diệp tức giận nói. Lão già này hãm hại hắn đi tới hùng tộc, hắn làm sao có thể quên chuyện này được. Thương Vân Tịch mỉm cười, nói. Ta sẽ bồi thường ngươi. Bồi thường thế nào? Dương Diệp ánh mắt lập tức sáng lên. Ta gả tôn nữ của ta cho ngươi, thế nào? Thương Vân Tịch nói. Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh phía dưới biến sắc. Trừng mắt với Thương Vân Tịch như muốn róc xương Thương Vân Tịch, sau đó lại trừng mắt với Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói. Lão già, lão đang kéo thù hận cho ta sao? Hai người các ngươi nói nhảm xong không? Lúc này, lão mạc của Vân Tiêu Thánh Điện đột nhiên gần giọng nói. Thật giỏi cho Thương Vân Tịch ngươi, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi nghĩ rằng ngươi giết được một thánh giả của chúng ta thì Thư viện Vân Hải ngươi có thể không cần lo lắng nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhầm rồi. Hôm nay, Thư viện Vân Hải nhất định sẽ bị hủy diệt, cho dù là ai cũng không cứu được. Hình như ngươi đã nói qua những lời này rồi. Thương Vân Tịch lạnh lùng nói. Ta bảo đảm, lần này chính là một lần cuối cùng. Ngươi nói không phải là lão mạc của Vân Tiêu Thánh Điện. Chẳng biết lúc nào đã có một nam tử đeo mặt nạ xuất hiện ở bên cạnh lão mạc. Trên người hắn mặc trường bào màu tím vàng, mặt đeo mặt nạ. Chắp hai tay sau lưng, trên người tản ra khí tức khủng khiếp làm người ta sợ hãi. Hắn vừa nói dứt lời, ba người mặc áo đen đã xuất hiện ở trên không trung, xung quanh Vân Hải Thành. Thánh giả, tất cả đều là thánh giả. Sắc mặt đám người Vân Hải Thành xám như cho tàn. Đồng tử của Dương Diệp cũng co lại, hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện thêm bốn gã thánh giả. Như vậy, bên phía đối phương đã có thực lực áp đảo bên mình. Ban đầu ta không muốn tự mình ra tay, nhưng hiện tại xem ra tay không được. Nam tử đeo mặt nạ nói. Hôm nay, Thư viện Vân Hải phải bị hủy diệt. Ngươi là người của Thư viện Bạch Lộ. Thương Vân Tịch nhìn chằm chằm vào nam tử đeo mặt nạ. Ngươi nói thử xem. Nam tử đeo mặt nạ nói. Hai mắt Thương Vân Tịch khép hờ, rất lâu sau hắn đột nhiên mở mắt ra và chỉ vào Dương Diệp bên cạnh, nói. Kể từ hôm nay. Dương Diệp chính là viện trưởng mới của Thư viện Vân Hải ta. Chỉ cần là người Thư viện Vân Hải ta, bất kỳ người nào cũng phải phục tùng lời nói của hắn một cách vô điều kiện. Thương Vân Tịch vừa dứt lời, hai tay chợt nhấc lên. Không gian xung quanh vặn vẹo một hồi, từ trong cơ thể hắn có một khí thế hủy thiên diệt địa cuồn cuộn trào ra, lập tức đánh về phía nam tử đeo mặt nạ cùng với ba gã thánh giả áo bào đen. Lấy một đấu với bốn sao, ngươi quá coi trọng chính mình rồi. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Nam tử đeo mặt nạ vừa dứt lời, hắn cùng ba gã thánh giả áo bào đen xung quanh và Thương Vân Tịch lập tức tiến vào không trung. Yên lặng trong chớp mắt,
Trong không trung xa xôi đột nhiên truyền đến giọng nói kinh hãi của nam tử đeo mặt nạ. Đốt hồn, Thương Vân Tịch ngươi điên rồi sao? Tự nổ, ngươi không ngờ tự nổ. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, phía chân trời hoàn toàn u ám. Thánh giả, ta đã từng giết, một, không. Thương Thanh Ảnh đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét giận dữ thê lương, muốn xông lên không trung, nhưng đã bị Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song ngăn cản. Nghe được lời nam tử đeo mặt nạ này nói, người của Vân Hải Thành cùng với học sinh của Thư viện Vân Hải đều kinh hãi nhìn về phía chân trời, ở trong mắt bọn họ đầy vẻ khó tin. Thượng viện trưởng đốt hồn, tự nổ. Trong lòng bọn họ đang cầu khẩn đây không phải là sự thật. Trong mắt Dương Diệp cũng đầy kinh ngạc, tiếng nổ lớn kia cùng với tình cảnh khác thường ở phía chân trời nói cho hắn biết, trong không trung nhất định có người tự nổ. Mà người này hắn là Thương Vân Tịch. Đốt hồn, tự nổ, vĩnh viễn biến mất ở trong trời đất này. Rốt cuộc nam tử mặt nạ này cùng ba gã thánh giả áo bào đen có lai lịch gì, có thể làm cho Thương Vân Tịch lựa chọn đốt hồn, tự nổ như vậy. Lúc này, trong mắt lão mạc của Vân Tiêu Thánh Điện cũng đầy vẻ khiếp sợ, rõ ràng hắn cũng không ngờ Thương Vân Tịch lựa chọn đốt hồn cùng tự nổ. Một thánh giả lựa chọn đốt hồn cùng tự nổ, có nghĩa là hắn sẽ thật sự vĩnh viễn biến mất ở thế giới này, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có nữa. Thương Vân Tịch này thật sự điên rồi đi sao? Rất lâu sau, phía chân trời dần dần khôi phục lại bình thường, nhưng chỉ còn lại có một người. Nam tử đeo mặt nạ. Trừ hắn ra, Thương Vân CT cùng ba gã thánh giả áo bào đen đều không thấy đâu. Thương Vân Tịch. Phía chân trời, đột nhiên vang lên tiếng gầm thét giận dữ của nam tử đeo mặt nạ. Chỉ có chút sơ ý, hắn không chỉ tổn thất ba gã thánh giả, càng làm cho bản thân mình bị thương nặng, có thể nói lần này hắn thật sự bị thua thiệt lớn. Ong. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên cao, tiếp theo, một đường tinh quang đột nhiên xé rách không trung bắn về phía nam tử đeo mặt nạ này. Người ra tay dĩ nhiên là Dương Diệp, cho dù hắn không biết nam tử đeo mặt nạ này là ai, nhưng không hề nghi ngờ, nam tử đeo mặt nạ trước mắt này là kẻ địch. Nếu là kẻ địch, vậy nên giết, đáng giết, mà bây giờ, đối phương bị thương nặng chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay. Ở dưới tình huống Thương Vân Tịch đốt hồn cộng thêm tự nổ, nam tử đeo mặt nạ vẫn có thể còn sống sót, vậy có thể tưởng tượng được thực lực hắn khủng khiếp tới mức nào. Bởi vậy, Dương Diệp vừa ra tay cũng không giữ lại, hắn không chỉ thi triển ra nhất niệm thuấn sát, còn thi triển kiếm dực. Giờ phút này, tốc độ của Dương Diệp đã đạt tới mức độ cao nhất. Ở dưới tình huống nam tử đeo mặt nạ này còn chưa lấy lại tinh thần, kiếm của Dương Diệp đã đâm vào trước ngực của hắn. Nhưng Dương Diệp kinh hãi phát hiện, kiếm của hắn hình như đâm vào một miếng sắt cứng rắn, kiếm không chỉ không có cách nào tiến vào được một tấc, tay hắn cầm kiếm còn bị lực lượng phản kích mạnh mẽ tới mức đau đớn tê dại một hồi. Lan! Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên gầm lên giận dữ, tay phải vỗ một chưởng vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Một lực lượng cực lớn xuyên qua hoàng tuyển kiếm truyền tới trên người của Dương Diệp. Dương Diệp lập tức bị chấn động bay ra phía sau, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đã lập tức biến mất một cách quỷ dị, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau nam tử đeo mặt nạ. Cùng lúc đó, hoàng tuyền kiếm trong tay đã đi tới gáy của nam tử đeo mặt nạ. Đồng tử của nam tử đeo mặt nạ hơi co lại. Rõ ràng, hắn không nghĩ tới Dương Diệp có thể xuất hiện một cách quỷ dị phía sau hắn, tuy nhiên phản ứng của hắn cũng không chậm. Mũi hoàng tuyền kiếm của Dương Diệp còn chưa chạm được sau gáy của hắn, hắn đã lập tức biến mất một cách quỷ dị. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở sau lưng Dương Diệp, sau đó một chưởng đánh về phía gáy của Dương Diệp. Ngoài dự đoán của mọi người là Dương Diệp không hoảng loạn, cũng không hề né tránh, mà cầm ngược kiếm đâm vào phía dưới nách. Suy! Ầm! Dương Diệp bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng mới dừng lại. Mặc dù nam tử đeo mặt nạ không lùi lại, nhưng ở chỗ vai phải của hắn đã có thêm một vết kiếm đang chảy máu. Kiếm của ngươi lại có thể phá được phòng ngự của ta. Nam tử đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong giọng nói rõ ràng có phần kinh ngạc. Dương Diệp không giải thích, cũng không nói nhảm với nam tử đeo mặt nạ mà trực tiếp biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã tới trước mặt của nam tử đeo mặt nạ, kiếm giáp trên người hắn đột nhiên phát ra rất nhiều kiếm quang lập tức bao phủ lấy nam tử đeo mặt nạ. Yên lặng trong chớp mắt. Ầm. Đột nhiên, kiếm quang của Dương Diệp trở nên tán loạn, một bóng người đã lướt ra. Lập tức lao tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một chưởng đánh về phía trước ngực của Dương Diệp.
Tuy nhiên, khi tay phải của nam tử đeo mặt nạ sắp đập tới trước ngực của Dương Diệp, một màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên bao phủ lấy Dương Diệp. Ầm! Một tiếng động khẽ vang lên, màn ánh sáng màu xanh lục chấn động mạnh, Dương Diệp bay ngược mấy trăm trượng, nhưng rất nhanh đã ngừng lại, hắn không sao cả. Lại là huyền bảo thần giai. Nam tử đeo mặt nạ gần giọng nói. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu huyền bảo thần giai vậy? Dương Diệp vẫy tay phải một cái, những kim kiếm trước đó lập tức bay trở về trên người hắn và một lần nữa biến thành kiếm giáp. Cùng lúc đó, áo choàng phía sau hắn đột nhiên hóa thành kiếm rực. Nhưng còn chưa hết, tay trái hắn lật một lần, bích lạc kiếm đã xuất hiện ở trên tay trái. Bên ngoài có dị thứ nguyên phương, bên trong có kiếm giáp, hai tay nắm bích lạc và hoàng tuyền, phía sau có kiếm rực. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử đeo mặt nạ này nheo mắt, phẫn nộ quát. Năm món thần giai, ngươi. Dương Diệp không để cho hắn tiếp tục nói nhảm, cơ thể thoáng di chuyển, bắn nhanh về phía nam tử đeo mặt nạ. Mọi người vốn tưởng nam tử đeo mặt nạ sẽ phản kích, nhưng điều làm cho mọi người kinh ngạc là hắn xoay người lập tức biến mất. Cùng lúc đó, cuối chân trời phía xa truyền đến giọng nói của nam tử mặc áo bào màu đen. Đợi ta trở về, nhất định giết hết tất cả đám người ở Vân Hải Thành. Chạy trốn. Nhìn thấy hành động của nam tử đeo mặt nạ, mọi người đều thoáng ngẩn người ra, này thánh giả mạnh mẽ như vậy lại bị Dương Diệp dọa cho bỏ chạy sao? Đây là thánh giả sao? Đây là người chúng ta thường phải ngước mắt nhìn lên sao? Thậm chí không dám đánh một trận đã bỏ chạy à? Không phải hắn yếu, mà Dương giáo viên quá mạnh, Dương giáo viên đã vượt qua cả thánh. Đáng tiếc cho thương viện trưởng. Tiêu diệt Thiên Lang Sơn Mạch, tiêu diệt Vân Tiêu Thánh Điện, báo thù cho thương viện trưởng. Báo thù cho thương viện trưởng. Trong Vân Hải Thành, vô số người giận dữ hét lên. Vẻ mặt lão Mạc Vân Tiêu Thánh Điện rất khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới nam tử đeo mặt nạ này tự nhiên lại bỏ chạy. Bỏ chạy đấy, cho dù hắn biết đối phương trước đó nhất định đã bị thương nặng, nhưng cũng không thể trốn được chứ. Lão Mạc do dự rất lâu, cuối cùng, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, chúng ta sẽ chờ xem. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Ngươi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Vân Tiêu Thánh Điện ta đâu. Vân Tiêu Thánh Điện tới bao nhiêu người, ta giết bấy nhiêu. Dương Diệp nhìn Lão Mạc, bình tĩnh nói. Chỉ dựa vào ngươi sao? Lão Mạc châm chọc nói. Dương Diệp, ngươi quá đề cao bản thân mình rồi. Nếu không có bộ trang phục thần cấp trên người ngươi, ngươi chẳng là gì cả. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dám một đấu một không? Dương Diệp nói. Khóe miệng Lão Mạc khẽ giật, nói. Ngươi dám cởi bộ trang bị thần giai của ngươi ra không? Dương Diệp bật cười, sau đó nói. Nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi cút nhanh đi. Lão Mạc nhìn chằm chằm Dương Diệp hồi lâu, sau đó hắn cười lạnh, nói. Chờ đấy, Dương Diệp ngươi chờ đấy, một ngày nào đó, Vân Tiêu Thánh Điện ta sẽ cho ngươi biết bản thân ngươi nhỏ bé tới mức nào. Nói xong, Lão Mạc xoay người định rời đi. Mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên nói. Chờ một chút. Lão Mạc thoáng dừng lại, xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Thế nào, người muốn giữ ta lại sao? Tất cả tinh anh của Vân Tiêu Thánh Điện sau lưng hắn đều lên tinh thần đề phòng, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Dương Diệp khẽ cười, nói. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ muốn nói cho người biết một việc, không bao lâu nữa, ta sẽ đích thân đi tới Vân Tiêu Thánh Điện. Yên tâm. Ta sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu đâu. Lão Mạc nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Vân Tiêu Thánh Điện ta sẽ đợi Dương Diệp ngươi đại giá quang lâm, giống như lời ngươi nói, hy vọng ngươi đừng để cho chúng ta phải chờ quá lâu. Nói xong, Lão Mạc thoáng di chuyển, lập tức cùng mọi người phía sau biến mất. Vì sao không giữ hắn lại? Lúc này, Tiểu Thanh bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó hai mắt nhắm lại. Hắn sao có thể không muốn giữ Lão Mạc cùng đám người Vân Tiêu Thánh Điện ở lại chứ? Vấn đề là giữ lại thế nào? Bây giờ hắn thật sự mệt tới sắp lả đi rồi. Liên tục chiến đấu cùng hai thánh giả đã tiêu hao rất lớn sức lực của hắn, đặc biệt trên thân còn mặt trang bị thần giai. Nếu như không phải huyền khí của hắn vượt xa người bình thường, nếu như không phải hắn có tử tinh thạch, hắn đã sớm mệt lả rồi. Bởi vậy, trước đó hắn thật sự không sức lực chiến đấu cùng một thánh giả. Mặc dù có Tiểu Thanh cùng con rối thánh giả Lý Nguyên,
nhưng cho dù là Tiểu Thanh cùng con rối Lý Nguyên liên thủ cũng không có khả năng giết được lão Mạc này. Bởi vì Tiểu Thanh vừa thăng cấp thánh giả, mặc dù thực lực là cấp bậc thánh giả thật sự, nhưng so với lão Mạc đã thành thánh giả từ lâu, nhất định sẽ có chênh lệch lớn. Về phần Lý Nguyên thì hoàn toàn kém hơn. Một khi Tiểu Thanh cùng Lý Nguyên bị lão Mạc kiềm chế, những tinh anh của Vân Tiêu Thánh Điện lại ra tay, chắc chắn sẽ là tai họa cho đám người ở Vân Hải Thành. Bởi vì giờ phút này, hắn căn bản không ngăn cản được những kẻ đó. Cho nên, hắn chỉ có thể hù dọa lão Mạc. Đây là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù là hành động bất đắc dĩ, nhưng đây là chuyện tốt cho bên phía Vân Hải Thành. Bởi vì lão Mạc cùng những tinh anh của Vân Tiêu Thánh Điện vừa đi, thánh giả cùng Thiên Lang Vương của Thiên Lang Sơn Mạch cũng bị kìm chế. Nói cách khác, lúc này Thiên Lang Sơn Mạch căn bản không có cường giả. Dương Diệp nhìn về phía Vân Hải Thành, nói. Mở cửa thành, giết yêu thú. Dương Diệp vừa dứt lời, cửa thành mở ra, rất nhiều huyền giả từ trong thành lao. Lúc này sĩ khí bên nhân loại đang cao, chiến đấu rất có sức lực. Còn yêu thú bên này, cho dù đối thủ của bọn họ là đám người Vân Hải Thành, nhưng bọn họ vẫn đề phòng Dương Diệp, rất sợ Dương Diệp đột nhiên ra tay. Ở dưới tình huống như vậy, yêu thú sao có thể phát huy ra trình độ thật sự được. Bởi vậy, giao đấu một hồi, bên yêu thú đã liên tục thất bại, tháo chạy. Phía chân trời, Dương Diệp đứng ngạo nghễ nhìn xuống những yêu thú kia. Cho dù hắn không động tay, nhưng vẫn tạo ra áp lực nặng nề cho những yêu thú cảm kia. Mà vào lúc này, yên nữ trên tường thành Vân Hải Thành đột nhiên đi về phía Dương Diệp. Nàng vừa đi vừa nhẹ nhàng xoa đầu con hồ ly trong lòng, khẽ nói. Ali, chúng ta có thể trở về bây giờ rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngọc Vô Song biến sắc, sau đó vội vàng nói. Hắn từng giết thánh giả. Thánh giả, ta cũng từng giết. Hơn nữa còn là mấy người. Giọng nói bình tĩnh của yên nữ vang lên trong không trung. Nàng lấy mắt của thiên đạo làm thức ăn. Một. Cuối cùng nữ tử trước mắt này là ai vậy? Tiền bối hãy ngăn cản nàng đi. Ngọc Vô Song nhìn về phía Tiểu Thanh, sốt ruột kêu. Không quan tâm nữ tử trước mắt này là ai, dưới tình huống đối phương biết rõ Dương Diệp có thể giết thánh còn dám đi tới, điều này chứng tỏ đối phương chắc chắn có lòng tin vào thực lực của mình. Mà lúc này, Dương Diệp trải qua cuộc chiến đấu kịch liệt cùng hai thánh giả, bất kể thể lực hay các phương diện khác, chắc chắn đều đã suy yếu. Bởi vậy, vì đề phòng biến cố xảy ra, nàng quyết định lựa chọn bảo Tiểu Thanh ra tay. Vào giây phút hiên nữ đi về phía Dương Diệp, ánh mắt Tiểu Thanh. Thanh hơi do dự, sau đó bấm tay bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh về phía yên nữ. Nhìn thấy ánh sáng màu xanh bắn nhanh đến, vẻ mặt yên nữ vẫn rất bình tĩnh. Tay trái của nàng ôm hồ ly, tay phải điểm nhẹ về phía ánh sáng màu xanh. Khi ngón tay yên nữ chạm vào ánh sáng màu xanh, thời gian dường như bị dừng lại. Yên lặng trong chớp mắt, tia ánh sáng màu xanh của Tiểu Thanh đã lặng lẽ biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đồng tử của Tiểu Thanh co lại, trong mắt có vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lực lượng thần phía trên thân của nữ tử trước mắt này làm cho nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Yên nữ không quan tâm tới Tiểu Thanh, vẫn đi về phía Dương Diệp. Lúc này, con rối bán thánh Lý Nguyên đột nhiên bắn nhanh về phía yên nữ. Ngay lúc đầu, tốc độ của Lý Nguyên rất nhanh, nhanh đến mức đám người Ngọc Vô Song cũng không nhìn thấy rõ bóng dáng. Nhưng chẳng bao lâu, tốc độ của Lý Nguyên càng lúc càng chậm, khi hắn đi tới trước mặt yên nữ, hắn giống như rơi vào đầm lầy, mỗi bước đều khó khăn. Trong phút chốc, cũng không thấy yên nữ có động tác gì, cơ thể Lý Nguyên không ngờ phân giải. Trong nháy mắt, Lý Nguyên đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Lời nàng nói là sự thật. Nhìn Lý Nguyên lặng lẽ biến mất, trong mắt Ngọc Vô Song đầy vẻ kinh hãi. Nàng vốn cho rằng yên nữ nói đã giết qua rất nhiều thánh giả chỉ là lời nói ngông cuồng, mà bây giờ sự thật là đối phương thật sự có năng lực giết chết thánh giả, hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Tiểu Thanh nhìn thấy yên nữ giết chết Lý Nguyên trong nháy mắt, nàng nheo mắt lại, trong mắt cũng có vẻ sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Thanh Châu này, ngoại trừ Dương Diệp ra, còn có người có thể lấy cấp bán thánh giết thánh giả, hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Nữ nhân trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn thấy yên nữ vẫn đi về phía Dương Diệp, Tiểu Thanh trầm ngâm một lát, lại muốn ra tay, lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó nhìn nàng lắc đầu. Tiểu Thanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ngừng lại.
Dương Diệp xoay người nhìn về phía Yên Nữ, ở trong mắt hắn cũng có vẻ nghiêm trọng. Mặc dù Lý Nguyên là Ngụy Bán Thánh, nhưng thực lực kia cũng rất mạnh, vậy mà nữ nhân trước mắt này có thể dễ dàng giết chết Lý Nguyên trong nháy mắt. Cho dù là hắn, nếu như không có trang bị thần cấp trên người, cũng khó có thể làm được. Mà nữ nhân trước mắt này không chỉ làm được, còn làm dễ dàng như vậy. Đây là một đối thủ mạnh. Dương Diệp nhìn Yên Nữ rất lâu, nói. Ngươi đang tìm ta. Yên Nữ khẽ gật đầu, nói. Ta tìm ngươi rất lâu. Ngươi tới giết ta. Dương Diệp nói. Yên Nữ lại khẽ gật đầu. Có lý do gì không? Dương Diệp nói. Yên Nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta đến từ U Minh Điện. U Minh Điện. Nghe thấy Yên Nữ nói vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức híp lại. Hắn biết, sau khi hắn giết 13 người U Minh Điện cùng U Vô Ảnh, U Minh Điện chắc chắn sẽ phái người tới tìm hắn gây phiền phức, chẳng qua hắn không nghĩ tới, U Minh Điện lại phái người đến nhanh như vậy. Hơn nữa, người tới còn là một điện hạ ngang hàng với Minh Nữ. Yên Nữ đột nhiên đi về phía Dương Diệp. Ngươi giết Ảnh Nữ chưa thức tỉnh, cho nên ngươi phải chết. Có thể tạm thời chờ một lát hãy ra tay được không? Dương Diệp bỗng nhiên nói, đồng thời lấy ra một khối tử tinh thạch nuốt vào. Yên Nữ liếc nhìn Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ali muốn đi về, tuy nhiên, nếu như ngươi hứa với ta là không chạy trốn, ta có thể chờ. Ta nhất định sẽ không chạy trốn. Dương Diệp bảo đảm nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện. Ngươi hỏi đi. Yên Nữ nói. U Minh Điện rất lợi hại đúng không? Dương Diệp hỏi, hắn vẫn rất tò mò về U Minh Điện thần bí này, đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết gì về U Minh Điện cả. Bây giờ gặp được một nhân vật quan trọng của U Minh Điện, hắn tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội để hỏi thăm này. Yên Nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Rất lợi hại. Lợi hại hơn Vân Tiêu Thánh Điện bao nhiêu? Dương Diệp hỏi lại. Tiêu diệt bọn họ trong nháy mắt. Yên Nữ bình tĩnh nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, lần này mình gây họa không nhỏ rồi. Suy nghĩ một lát, Dương Diệp nói. Ta nhớ, U Minh Điện các ngươi có 10 điện. Nói cách khác, hẳn có 10 điện hạ. Thực lực của ngươi đứng thứ mấy trong 10 điện hạ này? Yên Nữ hơi cúi đầu rất lâu, mới nói. Thứ 9. Đùa kiểu gì vậy? Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên, nói. Ngươi lợi hại như vậy, mới đứng thứ 9 sao? Ngươi! Có phải ngươi đang hù dọa ta không? Ở chỗ chúng ta có rất nhiều người đều lợi hại hơn ta. Yên Nữ khẽ nói. Nghe vậy, Dương Diệp nuốt nước bọt, nhìn nữ nhân trước mắt này không giống nói dối. Nói cách khác, U Minh Điện người ta chỉ phái tới một người yếu nhất. Đã có thể giết thánh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Diệp không nhịn được co giật. Lần này, mình gây ra họa hơi lớn rồi. Thật ra, ngươi cũng không tệ lắm. Yên Nữ bỗng nhiên liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Ít nhất, nếu như người muốn chạy trốn, ta nhất định sẽ không đuổi kịp ngươi. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, người đang khen ta hay là đang mắng ta vậy? Ngươi còn có gì muốn hỏi nữa không? Yên Nữ nói. Dương Diệp cân nhắc một lát, nói. Trong 10 người các ngươi người, ai lợi hại nhất? Thiên Nữ trong truyền thuyết. Yên Nữ nói. Vì sao nàng lại lợi hại nhất? Dương Diệp lại hỏi. Nàng lấy mắt của thiên đạo làm thức ăn. Yên Nữ nhìn Dương Diệp, bình tĩnh nói. Đồng tử của Dương Diệp co mạnh, lấy mắt của thiên đạo làm thức ăn. Nói cách khác, thiên nữ này có thể ăn mắt của thiên đạo. Đùa kiểu gì vậy? Khi Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục hỏi, Yên Nữ nói. Ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Dương Diệp liếc nhìn Yên Nữ, im lặng suy nghĩ một lát sau nói. Ngươi quen biết Minh Nữ sao? Yên Nữ nhíu mày, nói. Làm sao ngươi biết nàng? Xem ra ngươi quen. Dương Diệp nói. Có thể nói cho ta biết một chút chuyện của nàng sao? Ta không thích nàng. Yên Nữ nói. Vì sao? Dương Diệp vô cùng kinh ngạc. Nàng thích đánh nhau. Yên Nữ trầm giọng nói. Mỗi ngày đều đánh nhau. Dương Diệp. Được rồi, ta muốn giết ngươi. Yên Nữ đi về phía Dương Diệp. Một vấn đề cuối cùng. Dương Diệp nói. Ngươi nắm chắc có thể giết được ta không? Ngươi cũng không quá lợi hại, vì sao ta không nắm chắc chứ? Yên Nữ không hiểu nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật,
nữ nhân này cuối cùng là quá ngây thơ hay là cố ý chọc giận mình. Dương Diệp không nghĩ nhiều nữa, thở ra một hơi thở. Ở dưới tác dụng của tử tinh thạch, lúc này cơ thể hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Cho dù không phải là trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn có thể đánh một trận với nữ nhân này. Chém! Dương Diệp đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng. Hoàng Tuyền kiếm trong tay hắn chợt bổ xuống yên nữ. Kiếm hạ xuống, một đường kiếm khí sáng như tuyết cắt qua không trung, lập tức tới trước mặt yên nữ. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Ở đường kiếm khí kia đi tới trước mặt yên nữ, kiếm khí tự nhiên phân giải với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, đường kiếm khí của Dương Diệp kia đã biến mất ở trước mặt yên nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Đường kiếm khí này của hắn đã được tăng thêm kiếm ý cảnh giới hư vô. Nữ tử trước mắt này sử dụng lực lượng gì vậy? Mà vào lúc này, yên nữ đột nhiên bước về phía trước một bước và lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một ngón tay điểm về phía Dương Diệp. Một ngón tay này bình thường không có gì khác lạ, không có bất kỳ năng lượng dao động nào. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn tất nhiên không dám khinh thường, lập tức vung tay phải lên. Dị thứ nguyên phương nhanh chóng hiện ra, lập tức bao phủ nàng. Vào giờ phút này, không gian bên trong dị thứ nguyên phương lập tức vặn vẹo, muốn bóp nặn yên nữ. Vẻ mặt yên nữ bình tĩnh, hai tay nàng đột nhiên ấn nhẹ về phía trước. Sát sát, không gian xung quanh nàng vặn vẹo, trong phút chốc phần giải, không đến nửa hơi thở, không gian này trở thành mấy vạn mảnh nhỏ không gian và vẫn tiếp tục phân giải, trở thành mấy chục vạn mảnh nhỏ không gian, sau một khắc, những mảnh nhỏ không gian này đều biến mất. Biến mất không chỉ có mảnh không gian này, còn có huyền bảo thần giai dị thứ nguyên phương của Dương Diệp. Lần này, sắc mặt Dương Diệp lộ vẻ nghiêm trọng, dị thứ nguyên phương là huyền bảo thần giai. Cho dù là thánh giả tấn công cũng có thể chống đỡ được. Nhưng nó không chịu nổi một đòn nhẹ nhàng của nữ tử trước mắt này. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tay phải của Dương Diệp nắm thật chặt Hoàng Tuyền kiếm trong tay. Ban đầu, hắn tính nhân cơ hội ra tay, nhưng vào giây phút nhìn thấy yên nữ dễ dàng phá hủy dị thứ nguyên phương, hắn biết, chỉ sợ là Hoàng Tuyền kiếm và Bích Lạc kiếm cũng không chống đỡ được lực lượng quỷ dị của nữ nhân này. Có lẽ chỉ có Táng Thiên mới có thể chống lại lực lượng thần bí của nàng. Lực lượng của nàng là gì vậy? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Ta không biết. Yên nữ đi về phía Dương Diệp, nói. Chỉ cần là vật chất thì ta có thể hiểu được thì ta đều có thể phân giải và tạo lại. Thứ ngươi không thể hiểu được thì sao? Dương Diệp hỏi. Ta không biết. Yên nữ nói xong đã đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đưa ngón tay ra điểm về phía Dương Diệp. Yên tâm, không đau đớn đâu. Tới đây, cho ta xem thử ngươi có thể phân giải ta không. Dương Diệp vừa dứt lời thì bước về phía trước một bước, sau đó cũng đưa ra một ngón tay điểm về phía yên nữ. Ở trên ngón tay của Dương Diệp lóe ra lực lượng kỳ lạ. Pháp tắc tiêu vong. Chờ ngươi thiêu đốt linh hồn. 1. Thực lực của yên nữ quá mức khủng bố cùng quỷ dị, Dương Diệp căn bản không dám dùng huyền bảo thần cấp của mình đi ngạnh. Kháng yên nữ. Bởi vì dùng lực lượng quỷ dị kia của yên nữ, nếu như hắn dùng huyền bảo trên người đi đối bính, thần trang của hắn 89 phần 10 sẽ hỏng. Dị thứ Nguyễn Phương cũng là thần cấp, nhưng ở trước mặt nữ tử này, ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có, liền trực tiếp báo hỏng rồi. Loại tình huống này, hắn triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ dùng trang bị áp chế đối phương. Mà kiếm khí gì đấy, đối với nữ tử trước mắt này một chút tác dụng cũng không có. Cho nên... hắn trực tiếp sử dụng tiêu vong pháp tắc. Ở dưới ánh mắt của mọi người, ngón tay của Dương Diệp cùng yên nữ đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng sắc mặt hai người lại đồng thời trắng bệch. Trong mắt hai người, đều có vẻ kinh hãi nồng đậm. Rất nhanh, ở trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, ngón tay của Dương Diệp phân giải. Ngón tay của yên nữ thì rất nhanh biến chất, trong nháy mắt ngón tay của nàng khô héo như lão phụ. Không còn trắng nõn như trước kia. Không chỉ ngón tay của nàng biến chất, cánh tay cũng rất nhanh biến chất. Cứ như vậy, tay của Dương Diệp đang không ngừng phân giải, không đến hai tức, một nửa cánh tay của hắn biến mất. Mà cả cánh tay của yên nữ thì khô héo, một làn gió thổi tới, cả cánh tay nàng trực tiếp hóa thành hạt bụi. Yên nữ nhìn cánh tay của mình biến mất, trong mắt đã không có bình tĩnh thong dong như trước kia, chỉ có khiếp sợ. Rất nhanh. Thân thể yên nữ bắt đầu biến chất, đặc biệt là mặt của nàng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến chất, mà nàng chỉ có thể mặc cho mình nhanh chóng giả nua,
đối với lực lượng thần bí của Dương Diệp, nàng bất lực. Bởi vì cổ lực lượng này vô tích có thể tìm ra, nàng muốn hóa giải cũng không được. Bất quá Dương Diệp so với nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, lúc này cả cánh tay phải của Dương Diệp đã bị phân giải mất, không chỉ như thế, bờ vai của hắn cũng bắt đầu phân giải. Hắn thử qua sử dụng kiếm ý áp chế, nhưng cho dù là kiếm ý hư vô cảnh cũng không ngăn cản được thân thể của hắn bị phân giải. Giờ khắc này, Dương Diệp giống như yên nữ, đều bất lực đối với lực lượng quỷ dị của đối phương. Đồng quy vô tận. Hai tức sau, yên nữ đã già nua như lão phụ, trên mặt hiện đầy nếp nhăn thật sâu, trong mắt của nàng một mảnh cho tàn. Theo ngón tay của Dương Diệp cùng yên nữ chạm nhau đến hai người biến thành bộ dạng này, thời gian chỉ không đến ba tức, bởi vậy trong tràng ngoại trừ Tiểu Thanh, những người còn lại căn bản còn chưa hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chứng kiến Dương Diệp cùng yên nữ cơ hồ muốn đồng quy vô tận, Tiểu Thanh hoảng hốt, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía yên nữ. Mà thời điểm nàng sắp tới trước mặt yên nữ, lúc này, một sợi xiềng xích đen kịt đột nhiên tự phía chân trời xuyên thủng đến, dùng tốc độ cực nhanh oanh về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh biến sắc, phát giác được trong xích sắt kia có lực lượng khủng bố, nàng không dám khinh thường, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một thanh mãng cực lớn, sau đó phóng lên trời, oanh lên xích sắt kia. Một tiếng vang thật lớn, ở trong ánh mắt mọi người, Tiểu Thanh trực tiếp từ không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện vào lòng đất, làm cho đại địa run lên kịch liệt. Mọi người hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này, Dương Diệp cùng yên nữ đã biến mất. Hắn không có việc gì chứ? Bên cạnh Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi run giọng hỏi. Tuy nàng không biết Dương Diệp cùng yên nữ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng trông thấy cánh tay của Dương Diệp không còn, không chỉ cánh tay không còn, ngay cả nửa bên mặt cũng giống như biến mất. Hai tay Ngọc Vô Song nắm chặt, tay đang run rẩy. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía chút ít yêu thú kia, nhìn xem những yêu thú kia, khuôn mặt của nàng dữ tợn nói. Tất cả mọi người của Vân Hải Thành nghe lệnh, giết sạch tất cả yêu thú của Thiên Lang Sơn Mạch. Vốn thực lực của đàn yêu thú vượt qua bên Vân Hải Thành, nhưng bên yêu thú liên tiếp chết mấy thánh nhân, sĩ khí bị đả kích đến thấp nhất, tăng thêm bốn thánh giả như Thiên Lang Vương không ở đây, bởi vậy giờ phút này đàn yêu thú căn bản không có chiến ý. Đối với chúng mà nói, giờ phút này chỉ muốn trốn. Mà bên nhân loại, sĩ khí cùng chiến ý của mọi người cơ hồ đạt tới điểm cao nhất, bởi vậy khí thế bên nhân loại hoàn toàn là nghiền áp đàn yêu thú. Đại quân yêu thú liên tiếp bại lui, giờ phút này, đã thối lui đến trong Thiên Lang Sơn Mạch. Mà đại quân nhân loại vẫn không có đình chỉ, nhưng không có tùy tiện tiến công, ở dưới Ngọc Vô Song ra lệnh, đại quân nhân loại đâu vào đấy tổ chức, sau đó tầng tầng đẩy mạnh về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Mà đúng lúc này, mãng tộc cùng kim cương viên tộc đột nhiên bỏ chạy. Mãng tộc cùng kim cương viên tộc bỏ chạy, không thể nghi ngờ để cho Thiên Lang tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dùng thực lực của Thiên Lang tộc, căn bản không cách nào chống lại Vân Hải Thư Viện, Vân Hải Thành cùng với cổ kiếm trai liên thủ. Dưới sự chỉ huy của Ngọc Vô Song, mọi người một đường giết đến dưới Thiên Lang Thành của Thiên Lang Phong. Ở sau lưng mọi người, là thi thể lang yêu đầy khắp núi đồi. Ngọc Vô Song đứng ở ngoài cửa Thiên Lang Thành, ở sau lưng nàng, là hơn 1.000 vạn đại quân nhân loại, trong đó có tinh anh của Vân Hải Thư Viện, còn có tinh anh của cổ kiếm trai. Giờ phút này, những người kia chiến ý dâng cao, chỉ đợi Ngọc Vô Song ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ một loạt lao lên, phá vỡ Thiên Lang Thành, tiến vào trong đó đại khai sát giới. Trong Thiên Lang Thành, giờ phút này Thiên Lang Thành bởi vì không có người chủ sự, mặc dù không có chạy trốn, nhưng đã loạn làm một đoàn. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đại quân nhân loại tiến vào trong thành, Thiên Lang tộc sẽ trở thành lịch sử. Công! Thanh âm của Ngọc Vô Song sâm lãnh vang lên. Giết! Sau lưng Ngọc Vô Song, thân hình mọi người khẽ động, bắn mạnh về phía Thiên Lang thành. Dừng tay! Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng giống giận dữ, đón lấy, Thiên Lang Vương cùng Hắc Long xuất hiện ở trên không Thiên Lang thành. Lúc này, Thiên Lang Vương cùng Hắc Long đều là hình người. Sắc mặt Thiên Lang Vương trắng bệch, toàn thân hiện đầy máu tươi, rõ ràng cho thấy bị trọng thương. Bởi vì Thiên Long Vương xuất hiện, đám người Ngọc Vô Song ngừng lại. Thiên Long Vương không có để ý đám người Ngọc Vô Song, mà nhìn về phía Hắc Long nói. Các hạ, người thật muốn cùng ta cá chết lưới rách. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hắc Long lạnh nhạt nói.
Thiên Long Vương dữ tợn nói. Nếu ta thiêu đốt linh hồn thì sao? Nghe vậy, mí mắt của Hắc Long hơi nhảy, tuy Thiên Long Vương đánh không lại hắn, nhưng nếu như đối phương thiêu đốt linh hồn, vậy không giống lúc trước. Thiêu đốt linh hồn, là thiêu đốt tiềm lực cùng với mọi thứ của mình đến ngắn ngủi tăng thực lực lên. Loại tình huống này, thực lực của Thiên Lang Vương sẽ đạt tới một tình trạng rất khủng bố. Nếu như Thiên Lang Vương hung ác hơn nữa, trực tiếp tự bạo, vậy hắn có khả năng ở lại chỗ này. Đương nhiên, nếu như hắn sẵn lòng bỏ qua một ít giá lớn, cũng không cần sợ Thiên Lang Vương thiêu đốt linh hồn cùng tự bạo, nhưng vấn đề là không đáng. Hắn cùng Thiên Lang Vương tầm đó, cũng không có ân oán trực tiếp. Các hạ, vạn nhất Dương Diệp kia không phải người phát ngôn của Long tộc ngươi, ngươi nên như thế nào? Thiên Lang Vương đột nhiên nói. Ta biết rõ, hắn có thể Long biến, khẳng định có quan hệ với Long tộc ngươi, nhưng vạn nhất hắn không phải người phát ngôn, chẳng phải ngươi không công bị hắn sử dụng làm vũ khí. Nhưng vạn nhất hắn phải thì sao? Đúng lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nhìn về phía Hắc Long nói. Tiền bối, người có thể đạt được Long tộc truyền thừa cùng dung hợp huyết mạch Long tộc, người thử nghĩ, nếu như không phải cùng Long tộc có sâu xa hoặc quan hệ lớn lao, cường giả Long tộc sẽ để cho huyết mạch mình dung hợp cùng truyền thừa cho một nhân loại sao? Mà nếu như không phải cường giả Long tộc tự nguyện, một nhân loại có thể cưỡng đoạt truyền thừa cùng huyết mạch của một chí cường giả. Hắc Long chau mày, ở sâu trong nội tâm, hắn không tin Dương Diệp là người phát ngôn Long tộc gì, nhưng Dương Diệp truyền thừa Long biến cùng huyết mạch trong cơ thể lại là chân thật. Cái này lại để cho hắn có chút xoắn suýt và khó xử. Rầm 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 oanh. Đúng lúc này, phía chân trời truyền đến mấy tiếng nổ lớn, đón lấy, bốn thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch cùng bốn thánh giả của Vân Hải Thư Viện xuất hiện ở trên không Thiên Lang Thành. Bất kể là thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch, hay thánh giả của Vân Hải Thư Viện, giờ phút này song phương đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu đánh tiếp, song phương tất nhiên sẽ có người tiếp tục vẫn lạc. Thiên Lang Vương quét nhìn đám người Ngọc Vô Song phía dưới, sau đó ánh mắt rơi vào trên người thánh giả của Vân Hải Thư Viện nói. Ta thừa nhận, Thiên Lang Sơn Mạch ta thất bại. Hôm nay, ta đặt lời nói ở chỗ này, tuy Thiên Lang Sơn Mạch ta thất bại, nhưng Thiên Lang Sơn Mạch ta quyết không đầu hàng. Vân Hải Thư Viện ngươi muốn tiếp tục chiến, cứ tới, cùng lắm thì vài tên thánh giả chúng ta thiêu đốt linh hồn tự bạo, cùng Vân Hải Thư Viện các ngươi còn có người Vân Hải Thành cùng nhau biến mất khỏi Thanh Châu. Nghe Thiên Lang Vương nói, sắc mặt đám người Trác Giáo tập biến hóa, nếu như đám người Thiên Lang Vương thật thiêu đốt linh hồn tự bạo, vậy hắn muốn làm Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành cùng một chỗ biến mất, cũng không phải không được. Lúc đó, hắn căn bản sẽ không bận tâm thiên đạo chi nhãn gì, một khi thiêu đốt linh hồn, liền ý nghĩa ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có, loại tình huống này, ai còn sẽ sợ thiên đạo chi nhãn. Không có người hoài nghi Thiên Lang Vương nói láo, bị diệt tộc rồi, hắn còn có chuyện gì làm không được. Ta không quản những chuyện hư hỏng của các ngươi. Lúc này, Hắc Long đột nhiên nói. Ta về Trung Thổ Thần Châu hỏi tộc trưởng sự tình người phát ngôn Long tộc, nếu như Dương Diệp nói là thực, ngày sau ta sẽ đích thân đến diệt Thiên Lang tộc ngươi, nếu như hắn nói là giả, ta tất diệt hắn 10 tộc. Nói xong, thân hình Hắc Long lóe lên, trực tiếp biến mất tại cuối chân trời. Nhìn thấy Hắc Long rút đi, trong nội tâm Thiên Lang Vương buông lỏng, sau đó nhìn về phía đám người Trác Giáo tập nói. Đồng quy vô tận. Sắc mặt Trác Giáo tập âm trầm, hồi lâu sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp đâu? Hai tay Ngọc Vô Song nắm chặt nói. Bị người mang đi, đối phương không có ác ý với hắn. Trác Giáo tập nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Lang Vương nói. Thiên Lang Vương, đừng tưởng rằng ngươi muốn thiêu đốt linh hồn là có thể uy hiếp được chúng ta. Viện trưởng đã thiêu đốt linh hồn tự vận, việc này, Vân Hải Thư Viện ta quyết không bỏ qua. Bây giờ Dương Diệp là viện trưởng của Vân Hải Thư Viện ta, muốn tiếp tục chiến, hay ngừng chiến, hết thảy chờ hắn đến quyết định. Bất quá, dùng tính cách của hắn, Thiên Lang Vương, ngươi tùy thời chuẩn bị thiêu đốt linh hồn đi. Yên tâm, Lão Phu sẽ đốt cùng ngươi. Hai tay Thiên Lang Vương nắm chặt, thần sắc âm trầm mà dữ tợn. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Thiên Lang Vương, sau đó nói. Người Vân Hải Thành nghe lệnh, trông coi, tùy thời đề phòng. Chúng ta đợi Thiên Lang Vương thiêu đốt linh hồn. Bên ngoài Vân Hải Thành vạn dặm, trong một mảnh sơn mạch. Dương Diệp và Yên Nữ nằm chung một chỗ, nửa bên mặt của Dương Diệp vẫn còn phân giải, nhưng tốc độ chậm rất nhiều,
thân thể yên nữ vẫn còn già nua, đồng dạng, tốc độ già nua cũng chậm lại. Nghịch! Ở trước mặt hai người, một nữ tử mặc áo gai đột nhiên quát nhẹ. Bằng không thì ngươi muốn thế nào? Một! Theo thanh âm nữ tử rơi xuống, một màn quỷ dị xuất hiện. Thân thể Dương Diệp đang phân giải vậy mà bắt đầu khép lại, mặc dù có chút chậm, nhưng xác thực đang khôi phục. Đầu tiên, mặt của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, đón lấy, cánh tay của hắn cũng chậm chậm xuất hiện, ở bên cạnh. Dương Diệp, yên nữ cũng khôi phục, nàng vốn già nua khô héo, giờ phút này giống như cây khô gặp mùa xuân, chậm rãi khôi phục bình thường. Hồi lâu, Dương Diệp cùng yên nữ đã khôi phục như lúc ban đầu. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thấy được một màn quen thuộc, áo gai, chân trần, thân quấn xiềng xích màu đen. Là ngươi, Dương Diệp nói. Mặc dù đối phương đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn sao lại nhận thức không ra đối phương? Bởi vì nữ tử trước mắt này là minh nữ đến từ huyền giả đại lục. Hồi lâu, minh nữ nói. Đã lâu không gặp. Dương Diệp đứng dậy đi đến minh nữ, lúc này, minh nữ bỗng nhiên nói. Đừng tới đây. Dương Diệp nao nao, khó hiểu nói. Vì cái gì? Minh nữ trầm mặc hồi lâu nói. Ta không muốn cho ngươi chứng kiến bộ dáng của ta bây giờ. Trong nội tâm Dương Diệp bay lên cảm giác không ổn, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt minh nữ. Khi thấy minh nữ, hắn trực tiếp ngây dại, nữ nhân trước mắt này là minh nữ. Giờ phút này minh nữ giống như yên nữ trước kia, ngoại trừ hai mắt sắc bén hữu thần như trước, thì cả khuôn mặt già nua như một lão phụ gần đất xa trời. Có phải rất khó coi hay không? Minh nữ nói. Ngươi! Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bởi vì chúng ta! Đúng lúc này, yên nữ đột nhiên nói. Nghịch chuyển tương lai, nàng căn bản không có triệt để nắm giữ, nhưng vì nghịch chuyển lực lượng pháp tắc của ngươi cùng năng lực đặc thù của ta, nàng cưỡng ép sử dụng. Trả giá là tuổi thọ của nàng, hiện tại, tuổi thọ của nàng đã chưa đủ một năm. Trong một năm này nếu như nàng không trở thành thánh giả, nàng sẽ vẫn lạc. Nói đến đây, yên nữ đi tới trước mặt minh nữ, nhìn thẳng minh nữ. Ta không rõ, vì sao ngươi phải làm như vậy? Đồng tử Dương Diệp co rụt lại, nhìn minh nữ nói. Nàng nói là thật. Minh nữ trầm mặc hồi lâu nói. Muốn trở thành thánh giả, cũng không có khó khăn như vậy. Nói đến đây, minh nữ nhìn về phía yên nữ nói. Ta có chút sự tình nói riêng với hắn, ly khai thoáng một phát được không? Ta nhận được mệnh lệnh là giết hắn. Yên nữ nói. Ta cùng với hắn liên thủ, giết ngươi dễ dàng. Minh nữ nhìn yên nữ. Mí mắt yên nữ hơi nhảy nói. Ngươi dám phản bội U Minh Điện. Minh nữ nói. Dương Diệp đối với U Minh Điện mà nói, chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Điện chủ cùng với hai vị kia căn bản không có để hắn ở trong lòng. Sở dĩ cho ngươi ra, bất quá là vì trấn nhiếp Thanh Châu thoáng một phát mà thôi. Chỉ cần ngươi trở về nói nhiệm vụ hoàn thành, việc này cũng đi qua, không phải sao? Tại sao ta phải làm như vậy? Yên nữ nói. Ngươi không làm như vậy, ngươi cùng hồ ly trong ngực ngươi sẽ chết. Minh nữ gắt gao nhìn yên nữ, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ngươi dám. Hai tay yên nữ gắt gao ôm hồ ly trong ngực, trong mắt cũng hiện lên sát ý. Ngươi muốn thử một chút không? Minh nữ nói. Yên nữ cùng minh nữ đối mặt hồi lâu, cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt nói. Ngươi cứu ta một mạng, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, hiện tại, nhân tình này ta không thiếu ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng minh nữ. Yên nữ đi rồi, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, minh nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi có phải cảm thấy mình rất cường đại hay không? Dương Diệp. Minh nữ không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp nói. Ngươi biết người đối với U Minh Điện mà nói là cái gì không? Ngươi ở trong mắt U Minh Điện, chỉ là con sâu cái kiến chính thức. Bọn hắn muốn giết người, coi như toàn bộ Thanh Châu liên hợp lại cũng cứu không được ngươi. Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn giết ta sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Minh nữ có chút thất vọng nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ta vốn cho rằng sau khi người đến linh giới, tính cách sẽ sửa một chút, nhưng người vẫn giống như trước kia. Ta tới hỏi người, nếu như lần này ta không đến, người sẽ như thế nào? Người sẽ chết,
cho dù ngươi giết Hiên nữ, ngươi cũng sẽ chết. Bởi vì một khi ngươi giết Hiên nữ, U Minh Điện tất nhiên sẽ chấn động, khi đó, bọn hắn phái cường giả tới, căn bản không phải ngươi có thể chống cự. Ngươi bây giờ, đối với rất nhiều người mà nói, thật là cường đại, nhưng cũng đối với rất nhiều người, ngươi rất yếu, ngươi có hiểu không? Nói đến đây, hai mắt Minh nữ chậm rãi nhắm lại nói. Dương Diệp, cho dù ngươi không vì mình, cũng phải vì nữ nhân của ngươi. Nếu như ngươi chết, kết quả của các nàng sẽ như thế nào? Hai tay Dương Diệp nắm chặt, trầm mặc. Minh nữ lại nói. Ngươi muốn tùy tâm sở dục, không sai, nhưng cái này phải thành lập ở trên thực lực tuyệt đối. Ngươi giết người U Minh Điện, cũng có thể, nhưng ngươi vì sao phải quang minh chính đại giết? Ngươi có biết, nếu như ngươi ở trung thổ thần châu, hành vi của ngươi đủ để cho ngươi chết 100 lần, không chỉ ngươi chết, ngươi còn sẽ liên lụy tất cả mọi người bên cạnh. Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Ta xác thực xúc động rồi, cũng khinh thị thiên tài cùng thế lực ở trung thổ thần châu. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không như vậy nữa. Minh nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ. Nơi này là linh giới, hoàn toàn bất đồng huyền giả đại lục. Tại đây, không chỉ có vô số thánh giả, còn có trên thánh giả, còn có rất nhiều vực ngoại cường giả. Chúng ta chỉ là muối bỏ biển, ưu tú, cường đại hơn chúng ta, rất nhiều. Lần này ngươi công nhiên giết người U Minh Điện, cực kỳ không được, bởi vì nó có thể sẽ mang đến cho ngươi tai họa ngập đầu, càng sẽ liên lụy rất nhiều người mà ngươi để ý. Ta vẫn là quá yếu. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, hắn biết rõ, Minh nữ nói một chút cũng không sai. Thực lực chân chính của U Minh Điện hắn không biết, nhưng đối phương tùy tiện phái một người đến liền lợi hại như thế, có thể tưởng tượng, thực lực chân chính của U Minh Điện kinh khủng cỡ nào. Như Minh nữ nói, nếu đối phương thật phái siêu cấp cường giả đến đây, khi đó, hắn nên như thế nào? Vân Hải Thư Viện, Cổ Kiếm Trai còn có đám người Ngọc Vô Song lại như thế nào? Không nói đối phương phái siêu cấp cường giả, nếu như lần này không phải Minh nữ chạy đến, hậu quả của hắn cũng không thể lường được. Ngay cả như vậy, hắn cũng khiến Minh nữ bỏ ra một cái giá lớn. Linh giới, là một chỗ đặc thù, ở đây, không chỉ có thiên tài đến từ vô số hạ vị diệt, còn có siêu cấp thiên tài bản thổ cùng cường giả ngoại vực, bọn hắn, đến từ thế lực bất đồng, thậm chí tinh vực bất đồng. Những người này, đều là thiên kiêu. Ở chỗ này, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Cho dù là cường như U Minh Điện, ở trung thổ thần châu cũng không dám tùy ý làm bậy. Minh nữ nói, mà ngươi, không có hậu trường, không có thực lực, nếu như ngươi đi trung thổ thần châu vẫn là tính tình này, ngươi sẽ liên lụy tất cả mọi người bên cạnh ngươi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Bất kể như thế nào, cảm tạ ngươi lần này tương trợ. Ngươi yên tâm, ngày sau làm việc, ta sẽ cẩn thận một ít. Minh nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm ngâm một lát nói. Lục Nguyên Hạo ở trung thổ thần châu, nam tử Lục gia trước kia tới tìm ngươi, chính là hắn phái tới. Tuy Lục Nguyên Hạo chỉ là con riêng của Lục gia gia chủ, nhưng ngươi vạn lần không được khinh thường. Lục gia là một trong tứ đại gia tộc của bản thổ trung thổ thần châu, thực lực căn bản không phải ngươi có thể chống lại. Lục Nguyên Hạo, nghe danh tự này, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, người biết rõ hắn có vòng xoáy thần bí. Nếu như đối phương bộc lộ sự tình vòng xoáy thần bí ra, không hề nghi ngờ, đến lúc đó bất kể là U Minh Điện hay Bạch Lộc Thư Viện đều đến đây tìm Dương Diệp hắn, khi đó, hắn là chân chính thập tử vô sinh. Bất quá, chắc có lẽ đối phương không tiết lộ ra ngoài. Bởi vì nếu như tiết lộ ra ngoài, vòng xoáy thần bí cùng Lục Nguyên Hạo hắn khẳng định không có quan hệ gì rồi. Nếu như đối phương muốn đạt được vòng xoáy thần bí, tất nhiên sẽ thay hắn bảo thủ bí mật này. Đương nhiên, kể từ đó, hắn tương đương với đã có điểm yếu ở trong tay đối phương. Cũng may, hiện tại hắn không như dĩ vãng đối mặt thánh giả không có chút sức hoàn thủ nào. Chỉ cần đối phương có tư tâm, muốn nuốt vòng xoáy thần bí. Vậy hắn trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nói tóm lại, hắn cần trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn nữa. Lúc này đây chiến đấu với Yên nữ làm cho hắn biết rõ, kỳ thật hắn còn rất yếu. Đương nhiên, nếu như so với một ít người, hắn xác thực rất cường đại đến những người kia nhìn lên. Nhưng nếu như so sánh với một ít thiên tài, ví dụ như Yên nữ cùng với Minh nữ, hắn chỉ có thể coi là bình thường. Hắn tự nhiên sẽ không đi so mình với người yếu, nếu so, thì phải so với những người mạnh hơn mình. Bởi vì chỉ có như vậy,
người mới có thể càng ngày càng ưu tú, nếu như so với người kém xa mình, kết quả đơn giản là an nhàn hiện trạng, tự mãn, khó có thể tiến bộ. Ta đi đây, người tự giải quyết cho tốt. Minh nữ nói xong, không để cho Dương Diệp có cơ hội nói chuyện, quay người hóa thành một đạo quang mang lóe ra biến mất ở trong tầm mắt Dương Diệp. Tuổi thọ của ngươi. Dương Diệp hô to. Quản tốt chính ngươi. Cuối chân trời, truyền đến thanh âm của Minh nữ. Dương Diệp. Thiên Lang Phong. Đã một ngày trôi qua, nhưng bọn người Vân Hải Thư Viện không có rời đi. Đám người Trác giáo tập ở phía chân trời cùng Thiên Lang Vương giằng co, phía dưới, đại quân nhân loại cùng đại quân yêu thú trong thành giằng co. Tất cả mọi người đang đợi, đợi Dương Diệp xuất hiện. Không khí trầm trọng mà khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trên không trung. Người tới là cường giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Lão giả nhìn thoáng qua đám người Trác giáo tập nói. Việc đã đến nước này, ta cũng không nói nhảm. Song phương đánh tiếp, đơn giản là ngọc thạch câu phần, cho nên Vân Tiêu Thánh Điện ta đề nghị, các ngươi nắm tay giảng hòa, được không? Nắm tay giảng hòa. Trác giáo tập cười lạnh một tiếng nói. Vân Tiêu Thánh Điện ngươi thật lợi hại a, lúc trước trợ giúp Thiên Lang Sơn Mạch muốn diệt Vân Hải Thư Viện ta, hôm nay diệt không được, tới làm người hòa giải. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thiên Lang Sơn Mạch không thể bị diệt, đây là điểm mấu chốt của Vân Tiêu Thánh Điện ta. Lão giả thản nhiên nhìn Trác giáo tập nói. Ngươi phải hiểu được, đây không phải thương lượng với các ngươi, mà là các ngươi chỉ có thể nắm tay giảng hòa. Bằng không thì ngươi muốn thế nào? Chỉ là giết đổ mồ hôi mà thôi. Một, nhìn thấy Dương Diệp còn sống, người Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành lập tức thở dài một hơi. Đặc biệt là Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, thân thể hai nữ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Trong khoảng thời gian không thấy Dương Diệp này, tim các nàng có thể nói là thời khắc khắc căng cứng. Hôm nay nhìn thấy Dương Diệp không có việc gì, hai nữ xem như triệt để thở ra một hơi. Trong nội tâm đám người Trác giáo tập cũng buông lỏng, Thương Vân Tịch Thiêu đốt linh hồn tự bạo, có thể nói, Dương Diệp là hy vọng của Vân Hải Thư Viện. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy tương lai của Vân Hải Thư Viện sẽ không còn hy vọng. Bất quá khá tốt, Dương Diệp còn sống. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt của Thiên Long Vương lập tức âm trầm xuống, đối với Dương Diệp, hắn là vừa hận lại kiêng kỵ. Có thể nói, nếu như không vì Dương Diệp, Thiên Lang tộc hắn đã sớm cầm xuống toàn bộ Vân Hải Thành, nếu như không vì Dương Diệp, Thiên Lang tộc hắn căn bản sẽ không tốn thật nhiều người như vậy, hơn nữa con của hắn cùng yêu hậu cũng sẽ không chết. Hiện tại Thiên Lang tộc nguyên khí đại thương, căn bản không thể tính toán là thế lực cấp bạch kim. Tương lai, nếu như Thiên Lang tộc không gặp được kỳ ngộ đặc biệt lớn, Thiên Lang tộc rất có thể sẽ không gượng dậy nổi, từ nay về sau một đường đi xuống. Thậm chí làm không tốt, còn có thể bị yêu tộc khác chiếm đoạt, thành tộc phụ thuộc của người khác. Ngày hôm nay Lang tộc biến thành như bây giờ, có thể nói, đều là vì Dương Diệp. Từ khi hắn thành thánh đến bây giờ, hắn chưa bao giờ bức thiết muốn giết một người như thế. Nhưng đồng thời, đối với Dương Diệp, trong lòng hắn còn có kiêng kỵ. Thực lực cùng thiên phú của Dương Diệp thật sự có thể dùng khủng bố để hình dung, đương nhiên, để cho nhất kiêng kỵ hắn chính là tính cách của Dương Diệp. Quá khùng, quá ác, làm việc toàn bộ bằng mình yêu thích, y như một con chó điên. Tựa như giờ phút này, nếu như Dương Diệp thật sự nổi điên muốn cùng Thiên Lang Sơn Mạch đồng quy vu tận, chẳng lẽ mình thật phải thiêu đốt linh hồn tự bạo sao? Đối mặt đám người Trác giáo tập, hắn có lòng tin, đối phương tuyệt sẽ không cùng Thiên Lang Sơn Mạch Ngọc Thạch câu phần, nhưng đối mặt Dương Diệp, hắn một chút lòng tin cũng không có. Bởi vì một khi nổi điên thằng này, sự tình gì cũng làm ra được. Không có để ý mọi người, Dương Diệp nhìn lão giả áo bào trắng, vừa đi vừa nói. Đến, nói đi, sau đó ngươi muốn thế nào? Lão giả áo bào trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh một tiếng nói. Lão đầu, nhớ kỹ một điểm, đây là nam giới, là địa bàn của Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai, không phải địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện ngươi. Vân Hải Thư Viện ta muốn làm gì, căn bản không cần nhìn sắc mặt của Vân Tiêu Thánh Điện ngươi. Hiểu chưa? Ngươi thực cho rằng Vân Tiêu Thánh Điện ta không dám diệt Vân Hải Thư Viện ngươi. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Dùng tình cảnh hiện tại của Vân Hải Thư Viện ta, nếu Vân Tiêu Thánh Điện ngươi xuất động tất cả thánh giả, muốn diệt chúng ta, là không có độ khó gì.
Dương Diệp nói. Nhưng các ngươi dám sao? Bắc giới không phải Vân Tiêu Thánh Điện ngươi một nhà độc đại, còn có Vô Cực Ma Tông. Trước kia các ngươi đưa tay qua Nam giới, sở dĩ Vô Cực Ma Tông không có ra tay với các ngươi, hẳn là vì Trung Thổ Thần Châu. Nhưng hiện tại, những người kia chết thì chết, trốn thì trốn, Vô Cực Ma Tông còn có thể kiêng kỵ bọn hắn sao? Nói đến đây, Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Không có những người kia của Trung Thổ Thần Châu ủng hộ, Vân Tiêu Thánh Điện ngươi còn dám bỏ qua Vô Cực Ma Tông. Lão giả áo bào trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Chỉ cần chúng ta sẵn lòng trả giá, muốn diệt Vân Hải Thư Viện ngươi cũng không khó. Vậy hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không nắm tay giảng hòa, cho nên, bây giờ ngươi có thể trả giá thật nhiều. Dương Diệp nói. Lão giả áo bào trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trác giáo tập, âm thanh của Trác giáo tập lạnh lùng nói. Hắn bây giờ là Vân Hải Thư Viện viện trưởng, hắn nói cái gì chính là cái đó. Vân Hải Thư Viện ngươi thật sự muốn bị diệt như vậy. Sắc mặt lão giả áo bào trắng âm trầm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn Tiểu Thanh nói. Bảo hộ vô song. Nói xong, lại nhìn về phía vô số cường giả nói. Nhớ kỹ, nếu như Thiên Lang Vương dám ra tay, liền hạ lệnh công thành, sau khi vào thành, trực tiếp tàn sát tất cả dân trong thành, không cần bất luận người sống. Thanh âm rơi xuống, tay của Dương Diệp khẽ động. Hoàng Tuyền kiếm xuất hiện ở trên tay, sau đó cả người hóa thành một đám tinh mang bắn mạnh về phía lão giả áo bào trắng. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp ra tay, lão giả áo bào trắng cùng Thiên Lang Vương đều biến sắc. Thiên Lang Vương khá tốt, đối với tính cách của Diệp chó điên này, hắn lý giải một ít. Sau khi nhìn thấy lão giả áo bào trắng không ngừng uy hiếp Dương Diệp, trong lòng của hắn đã biết rõ, tên điên Dương Diệp này nhất định sẽ động thủ. Quả nhiên, như hắn sở liệu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Dương Diệp cầm Thiên Lang Thành đến uy hiếp hắn. Ra tay hay không ra tay? Thiên Lang Vương có chút xoắn xuýt. Ra tay, dùng tính cách của Dương Diệp, tuyệt đối nói được thì làm được, mà khi đó, trừ khi hắn thiêu đốt linh hồn tự bạo, bằng không yêu thú trong Thiên Lang Thành nhất định bị tàn sát sạch. Bởi vì lúc này Thiên Lang Thành đã xa xa không phải đối thủ của đại quân nhân loại. Mà nếu như không ra tay, đối với Vân Tiêu Thánh Điện nên bàn giao như thế nào? Trầm ngâm hồi lâu, Thiên Lang Vương quyết định không ra tay. Bởi vì lão giả áo bào trắng này nói như thế nào cũng là thánh giả, mà Dương Diệp mới bán thánh, hắn thật sự không cần phải ra tay. Hơn nữa, cho dù ra tay cũng không có ý nghĩa, bởi vì một khi hắn ra tay, đám người Trác giáo tập tất nhiên sẽ ra tay, khi đó sẽ là tình trạng không thể vãn hồi. Dương Diệp là tên điên, hắn không phải tên điên. Xa xa, lão giả áo bào trắng nhìn thấy Dương Diệp ra tay. Vốn là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám ra tay với hắn, Dương Diệp bất quá là bán thánh mà thôi. Nếu như trước khi hắn đến cùng Mạc Lão vừa trở về Vân Tiêu Thánh Điện nói chuyện thoáng một phát, hắn sẽ không kinh ngạc, đáng tiếc hắn không có, cho nên hắn còn không biết Dương Diệp đã giết qua thánh giả. Sắc mặt lão giả áo bào trắng âm trầm xuống, muốn ra tay, đột nhiên hai mắt hắn trợn lên, toàn thân tóc gáy dựng đứng, bởi vì tốc độ của Dương Diệp tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thời khắc mấu chốt, hai tay lão giả áo bào trắng mạnh mẽ vỗ về phía trước, một cổ khí thế kinh khủng cùng khí lãng nóng rực bừng lên, cổ khí thế này cùng khí lãng lập tức bao phủ kiếm quang cùng Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, đám người Ngọc Vô Song phía dưới biến sắc, hai tay nắm lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phía chân trời, đột nhiên vang lên từng thanh âm kiếm minh, trong khí lãng hỏa hồng, không ngừng có kiếm quang xẹt qua, mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua. Đều chấn vỡ khí lãng hỏa hồng một lỗ hồng, mấy hơi tầm đó, khí lãng hỏa hồng của lão giả áo bào trắng đã bị kiếm quang xé nát bấy. Chạm! Phía chân trời, tiếng giống giận dữ của Dương Diệp vang lên, sau đó một đạo kiếm quang xé rách trời xanh, kéo dài đến trước mặt lão giả áo bào trắng. Kiếm khí cường đại đánh không gian sau lưng lão giả áo bào trắng rách tả tơi. Trong mắt lão giả áo bào trắng kinh hãi, hắn thật không ngờ thực lực của Dương Diệp cường đại như thế. Không chỉ có kiếm ý là kiếm ý hư vô cảnh, còn nắm giữ tốc chi pháp tắc, quan trọng nhất là trên người Dương Diệp mặc trang bị thần cấp. Cái này để cho lúc trước hắn cùng Dương Diệp giao thủ biệt khuất đến cực điểm, bởi vì Dương Diệp có kiếm giáp thần cấp, lúc cùng hắn đánh hoàn toàn buông tha phòng ngự, một bộ dùng tổn thương đổi tổn thương. Giờ phút này, kiếm của Dương Diệp đã tới, không kịp nghĩ nhiều, lão giả áo bào trắng vung tay phải lên, một bàn quay màu đen thoáng hiện,
oanh về phía Dương Diệp. Kiếm cùng bàn quay chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó bàn quay thần cấp hạ phẩm xuất hiện một khe hở. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo bào trắng nheo mắt, muốn thu hồi bàn quay, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm bổ vào bàn quay, một tiếng vang thật lớn, bàn quay bay ngược về trong tay hắn, giờ phút này, bàn quay đã trải rộng khe hở, phảng phất như tùy thời vỡ vụn ra. Lão giả áo bào trắng lòng đang nhỏ máu. Chết đi cho ta. Thanh âm Dương Diệp rơi xuống, hai tay nắm lấy hoàng tuyển kiếm bổ về phía lão giả áo bào trắng. Hắn hiện tại, đối mặt thánh giả, có thể cùng đối phương chiến một trận. Nhìn thấy Dương Diệp bổ tới một kiếm, trong mắt lão giả áo bào trắng hiện lên lệ khí, tay phải hóa trưởng, nhẹ nhàng phất một cái, bàn tay hiện ra hỏa diễm màu xanh đậm, sau đó một trưởng mạnh mẽ chụp về phía Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp ngừng ngay tại chỗ, bởi vì kiếm của hắn bị bàn tay hỏa diễm của lão giả chặn. Chỗ kiếm trưởng tương giao, một đạo khí lãng mạnh mẽ bộc phát ra, lập tức lan tràn đến cuối chân trời. Chết! Lão giả gầm lên giận dữ, hỏa diễm lập tức tăng vọt, hóa thành một biển lửa bao phủ chân trời. Đúng lúc này, trong biển lửa đột nhiên bộc phát ra vạn đạo kiếm quang xé biển lửa nát bấy. A! À, trong biển lửa, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia, là của lão giả áo bào trắng. Bọn người Thiên Lang Vương biến sắc, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tuy hắn không muốn cùng Vân Hải Thư Viện Ngọc Thạch câu phần, nhưng nếu như giờ phút này không ra tay, chẳng khác nào triệt để đắc tội Vân Tiêu Thánh Điện, hiện tại Thiên Lang Sơn Mạch thật sự đắc tội Vân Tiêu Thánh Điện không nổi. Trong cơ thể đám người Trác giáo tập, huyền khí bắt đầu khởi động, cũng tùy thời chuẩn bị ra tay. Phía chân trời, biển lửa tán đi, kiếm quang như trước răng khắp nơi, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể dễ dàng xé rách không gian, làm cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, mọi người kinh hãi phát hiện, một cánh tay của lão giả áo bào trắng kia đã không thấy, ở trên người của hắn, trừ bộ vị yếu hại, thì tràn đầy lỗ kim. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể lão giả tuôn ra. Lão giả áo bào trắng bị Dương Diệp một kiếm đẩy lui mấy trăm trượng, Dương Diệp đang muốn tiếp tục truy kích, lúc này, ở trong ánh mắt của Dương Diệp cùng mọi người, lão giả áo bào trắng đột nhiên quay người xé rách không gian, sau đó trực tiếp chui vào trong khe nứt, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này sắc mặt của Thiên Lang Vương cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện lại chạy. Với tư cách thánh giả, tôn nghiêm cũng không cần a. Dương Diệp cũng nao nao, bất quá ngược lại không có nhiều kinh ngạc, đối phương cùng hắn giao thủ, bởi vì trang bị hắn tốt, đối phương cơ hồ chỉ có thể bị động phòng ngự, loại tình huống này, không trốn cũng chỉ có thể chờ chết. Đáng tiếc chính là tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn muốn đuổi giết, căn bản đuổi không kịp. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Thiên Lang Vương, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, làm ra cử động muốn tiến công. Nhìn thấy một màn này, hai tay bọn người Thiên Lang Vương nắm lại, trong mắt Thiên Lang Vương hiện lên lệ khí cùng quyết tuyệt. Bởi vì biết rõ tính cách của Dương Diệp, Thiên Lang Vương không có do dự, thân thể của hắn tản mát ra hỏa diễm, muốn thiêu đốt linh hồn. Đám người Trác giáo tập nhìn Dương Diệp, sắc mặt ngưng trọng, tiểu tử này là muốn chơi thật. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Thiên Lang Vương, người khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ là giết đổ mồ hôi mà thôi. Nói xong, hắn giơ tay phải lên lau mồ hôi trên mặt. Mọi người. Ta cơ thể từ chức hay không? Một. Chỉ là giết đổ mồ hôi. Nghe Dương Diệp nói, đám người Trác giáo tập nao nao, trong nội tâm thở dài một hơi. Loại tình huống này, nếu như Dương Diệp thật sự muốn ra tay, không hề nghi ngờ, đám người Thiên Long Vương nhất định thiêu đốt linh hồn, khi đó, bốn người bọn họ khẳng định cũng phải thiêu đốt linh hồn đến đối kháng đám người Thiên Long Vương. Đến một khắc đó, Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch là chân chính Ngọc Thạch câu phần. Tuy hắn không sợ thiêu đốt linh hồn, cũng tùy thời làm xong chuẩn bị thiêu đốt linh hồn, nhưng loại tình huống này, bọn hắn hy sinh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì một khi tám gã thánh giả thiêu đốt linh hồn tử chiến, bất kể là Thiên Lang Sơn Mạch hay Vân Hải Thư Viện, đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Khá tốt, Dương Diệp không có để cho hắn thất vọng, ở loại thời khắc này, không có hành động theo cảm tình. Trong lòng Thiên Long Vương cũng thở dài một hơi, tuy hắn chuẩn bị xong thiêu đốt linh hồn, nhưng nếu như có thể, hắn không muốn làm như vậy. Không phải nói hắn sợ chết, mà hắn không muốn Thiên Lang tộc của mình thật sự biến mất khỏi Thanh Châu. Khá tốt,
Lần này Dương Diệp có chút lý trí. Lúc này, Dương Diệp nhìn Thiên Long Vương, đột nhiên nói. Thứ nhất, Thiên Lang tộc bồi thường Vân Hải Thư viện 1 tỷ đá năng lượng siêu phẩm. Thứ hai, Thiên Lang tộc ly khai Thiên Lang Sơn Mạch. Thứ ba, Thiên Lang Vương ngươi phải dùng linh hồn của mình thề, từ nay về sau, không được đối địch với Vân Hải Thư viện. Ba điểm này, nếu ngươi đáp ứng, Thiên Lang tộc có thể sống, không đáp ứng, Thiên Lang tộc diệt. Khinh người quá đáng. Sắc mặt của Thiên Lang Vương lập tức dữ tợn. Dương Diệp, ngươi đừng tưởng rằng Thiên Lang tộc ta sợ ngươi, cùng lắm thì mọi người ngọc thạch câu phần. Vậy bây giờ ngươi có thể thiêu đốt linh hồn. Dương Diệp nhìn Thiên Lang Vương. Sắc mặt của Thiên Lang Vương dữ tợn đáng sợ, khí thế trong cơ thể không ngừng tuôn ra, phảng phất như tùy thời muốn bạo tạc nổ tung. Ngọc thạch câu phần hay nhẫn nhục đáp ứng điều kiện của Dương Diệp. Thiên Lang Vương giãy giụa. Đúng lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng nhìn Thiên Lang Vương nói. Thiên Lang Vương, kỳ thật ba điều kiện này đối với Thiên Lang tộc ngươi mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ có điều tổn thất một ít lợi ích mà thôi. 1 tỷ đá năng lượng siêu phẩm đổi thành nội đan yêu thú, đối với Thiên Lang tộc ngươi mà nói, tuy không phải một số lượng nhỏ, nhưng cũng không đến mức để Thiên Lang tộc ngươi phá sản. Về phần điều kiện thứ hai, ta lại hỏi ngươi, cho dù chúng ta không đề cập tới điều kiện này, dùng thực lực của Thiên Lang tộc ngươi hôm nay, ngươi thật sự dám tiếp tục ở bên cạnh Vân Hải Thư viện ta. Nói đến đây, Ngọc Vô Song dừng một chút lại nói. Còn điều kiện thứ ba, ta cũng muốn hỏi một câu, Thiên Lang Vương, dùng tình cảnh của Thiên Lang tộc ngươi hôm nay, ngươi thật sự dám ra tay với Vân Hải Thư viện ta. Thiên Lang Vương, lời nói khó nghe, hôm nay Thiên Lang tộc ngươi, chính là một đứa con rơi, sau khi bị người lợi dụng thì bị vứt bỏ. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cách xa nơi này, mang theo tộc nhân tìm kiếm một chỗ cư trú, tránh đi vòng xoáy chiến tranh, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Thừa dịp ngươi bây giờ còn sống, Thiên Lang tộc ngươi còn có cơ hội quật khởi. Mà ngày nào đó ngươi mất, Thiên Lang tộc ngươi sẽ không ngày nổi danh. Nghe Ngọc Vô Song nói, thần sắc của Thiên Lang Vương khẽ buông lỏng, nhưng trong mắt còn mang theo giãy giụa. Ngọc Vô Song lại nói, Thiên Lang Vương, ta biết ngươi có gan thiêu đốt linh hồn. Nhưng ngươi có nghĩ qua, ngươi thiêu đốt linh hồn có đáng giá hay không? Không đáng, một chút cũng không đáng. Không chỉ mình phải chết, còn dẫn lấy toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch chết. Mà các ngươi làm như vậy, chỉ sẽ tiện nghi người lợi dụng các ngươi, như Vân Tiêu Thánh Điện. Không phải sao? Tại đây, là nhà của chúng ta. Thiên Lang Vương trầm giọng nói. Các ngươi ở chỗ này, các ngươi vĩnh viễn đừng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì chúng ta sẽ không đồng ý. Không chỉ chúng ta, nếu như người lợi dụng các ngươi không buông tha Vân Hải Thư viện chúng ta, vậy lần sau bọn họ khẳng định sẽ còn tới tìm các ngươi, tiếp tục lợi dụng các ngươi. Khi đó, dùng thực lực của các ngươi bây giờ, các ngươi dám cự tuyệt bọn hắn ư? Nếu như không thể cự tuyệt, các ngươi lại bị lợi dụng, bị coi là pháo hôi, không phải sao? Ngọc Vô Song nói. Thiên Lang Vương trầm mặc. Ngọc Vô Song cũng không nói chuyện, song phương đều trầm mặc. Bất kể là đám người Trác giáo tập, hay yêu thú bên Thiên Lang Vương, giờ phút này thần sắc đều ngưng trọng. Bởi vì là ngọc thạch câu phần, hay nhẫn nhục dưỡng sức, tất cả một ý niệm của Thiên Lang Vương. Trong chàng người duy nhất bình tĩnh là Dương Diệp. Kỳ thật với hắn mà nói, hắn là muốn trừ hậu hoạn. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không được, bởi vì hắn phải cân nhắc tất cả mọi người. Nếu như lựa chọn chiến, sẽ có vô số người chết, ở trong đó kể cả đám người Trác giáo tập. Hơn nữa hiện tại Vân Hải Thư viện cũng xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên hắn đưa ra điều kiện kia. Hắn biết rõ khuyết điểm của mình, căn bản không thích hợp làm một người lãnh đạo. Bởi vì làm một người lãnh đạo, phải cân nhắc rất nhiều, những chuyện này với hắn mà nói, là một loại trói buộc. Kiếm tu tâm, là không nên bị trói buộc. Nhưng không có biện pháp, đúng lúc này, hắn phải đứng ra. Hơn nữa, trong tương lai trước khi Vân Hải Thư viện tìm được người thích hợp, hắn còn phải gánh chịu trọng trách này. Không vì cái gì khác, chỉ vì Thương Vân Tịch. Tuy hắn không biết vì cái gì Thương Vân Tịch quyết tuyệt thiêu đốt linh hồn tự bạo, nhưng hắn biết rõ, nếu như không phải Thương Vân Tịch hy sinh, Vân Hải Thư viện cùng với Dương Diệp hắn, toàn bộ đều phải chết. Những thánh giả kia, đủ để giết bọn hắn. Thời gian từng chút trôi qua, không khí trong chàng càng ngày càng áp lực, để cho người khó có thể thở. Hồi lâu sau, Thiên Lang Vương nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương Diệp, ngươi thắng.
Lúc này đây, so đúng là ai hung ác. Nếu như hắn hung ác quyết tâm, song phương hết thảy đều trở thành cho tàn. Nhưng vấn đề là, ở trước mặt Dương Diệp, hắn thua. Dương Diệp đưa ra những điều kiện kia, từ loại trình độ nào mà nói, là đang ép hắn thiêu đốt linh hồn tự bạo. Vì cái gì Dương Diệp dám làm như thế? Bởi vì hắn hung ác, hắn dám. Dương Diệp biết chắc nếu hắn thiêu đốt linh hồn tự bạo, song phương là ngọc thạch câu phần, nhưng hắn vẫn làm như vậy, vẫn hùng hổ dọa người, cái này là địa phương kinh khủng nhất của Dương Diệp. Nói dễ nghe là có gan, ngoan độc, có phách lực. Nói khó nghe là bất kể hậu quả, là một tên điên. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, Thiên Lang Vương thua. Bởi vì hắn có lý trí, hắn còn chưa đủ hung ác. Nghe Thiên Lang Vương nói, đám người Trác giáo tập thở dài một hơi. Thiên Lang Vương nhượng bộ, làm cho song phương không cần ngọc thạch câu phần, không chỉ như thế, bên Vân Hải Thư Viện còn đạt được rất nhiều bồi thường, còn có toàn bộ địa bàn của Thiên Lang Sơn Mạch. Quan trọng nhất là từ nay về sau, Vân Hải Thư Viện không có uy hiếp gần. Tuy như thế, nhưng mọi người không cao hứng nổi, bởi vì Thương Vân Tịch chết. Dương Diệp, người sẽ có ngày thê thảm, nhất định sẽ có. Thiên Long Vương gắt gao nhìn Dương Diệp. Từ xưa đến nay, người thị sát khát máu và bốc đồng sống không lâu. 1 tỷ đá năng lượng siêu phẩm, 1 viên cũng không thể thiểu. 3 ngày sau, nếu như Thiên Lãng Sơn Mạch còn có lang tộc tồn tại, có một cái ta giết một cái. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Thiên Long Vương nhìn Dương Diệp biến mất, rất lâu sau đó, cuối cùng hắn quay người, thân hình khẽ động, cùng các thánh giả bên cạnh hắn biến mất. 1 ngày sau, Thiên Lãng Sơn Mạch chấn động, vô số đàn sói rút lui khỏi Thiên Lang Sơn Mạch. Vân Hải Thành cả thành sôi trào hoan hô, thanh âm đâm thẳng trời xanh. Vân Hải Thành thắng, điều này đại biểu mọi người có thể sống sót. Quan trọng nhất là Dương Diệp lúc trước hứa hẹn, phàm là giết chết yêu thú, Vân Hải Thư Viện một cái không muốn, toàn bộ quy bọn hắn. Ngoại trừ những chuyện này, lúc trước Dương Diệp còn hứa hẹn bọn hắn một loạt điều kiện, những điều kiện này cũng có thể thực hiện. Bọn hắn cũng không lo lắng Dương Diệp nuốt lời, hiện tại bọn hắn tín nhiệm với Dương Diệp có thể nói là đạt đến 100%. Vân Hải Thành, Phủ Thành Chủ. Thiên Lang Vương đưa tới trên 100 vạn nội đan yêu thú. Trong đó thấp nhất đều là hoàng cấp trở lên, bán thánh cấp trở lên có hơn 1 vạn. Ta tính toán một chút, không dưới 1 tỷ đá năng lượng siêu phẩm. Từ ngày hôm qua, đàn sói ở trong Thiên Lang Sơn Mạch cũng bắt đầu rút lui, đoán chừng đến buổi sáng ngày mai là có thể toàn bộ rút khỏi Thiên Lang Sơn Mạch. Trong đại sảnh, Ngọc Vô Song chậm rãi nói. Ở trước mặt Ngọc Vô Song, trên ghế chủ vị, ngồi chính là Dương Diệp, ở bên cạnh Dương Diệp là đám người Trác giáo tập. Trong đó Thương Thanh Ảnh cũng có mặt. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Những nội đan yêu thú kia, Vô Song ngươi an bài. Ân, từ giờ trở đi, ngươi cùng Thương cô nương là Vân Hải Thư Viện Phó Viện trưởng, trưởng quản tất cả nội vụ của Vân Hải Thư Viện cùng với Vân Hải Thành. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Trác giáo tập nói. Các vị tiền bối thấy như thế nào? Trác giáo tập nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh, khẽ gật đầu nói. Vô Song năng lực rất mạnh, là người phù hợp chọn lựa. Thương nha đầu rất hiểu thư viện cùng Vân Hải Thành, các nàng hợp tác, nhất định có thể quản lý tốt thư viện và Vân Hải Thành. Nói đến đây, Trác giáo tập nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Hiện tại ngươi là viện trưởng, những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi hoàn toàn có thể tự hành quyết đoán. Dương Diệp nói. Các vị tiền bối cảm thấy ta thích hợp làm viện trưởng sao? Trác giáo tập khẽ lắc đầu nói. Không thích hợp, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng chỉ có ngươi mới có thể chính thức cứu Vân Hải Thư Viện chúng ta. Chỉ giáo. Dương Diệp khó hiểu nói. Trác giáo tập hít sâu một hơi nói. Ngươi biết trước khi vì sao lão thương phải tự bạo không? Đây chính là chỗ ta nghi hoặc khó hiểu. Dương Diệp nói. Bởi vì 4 người kia đến từ Bạch Lộc Thư Viện. Trác giáo tập trầm giọng nói. Bạch Lộc Thư Viện muốn diệt Vân Hải Thư Viện chúng ta. Dương Diệp nhíu mày. Trác giáo tập lắc đầu nói. Nếu như Bạch Lộ Thư Viện muốn diệt chúng ta đã sớm không tồn tại. Trong Bạch Lộ Thư Viện có 2 phe phái, theo thứ tự là Pháp Phái cùng Nho Phái. Pháp Phái chủ trương dùng pháp trị, hết thảy theo như chế độ Thư Viện làm việc. Nho Phái chú ý nhân trị, trước tình sau Pháp, muốn diệt Vân Hải Thư Viện chúng ta chính là Pháp Phái, bởi vì năm đó viện trưởng trái với chế độ của Bạch Lộ Thư Viện.
Ở trong mắt pháp phái, viện trưởng thành lập Vân Hải Thư Viện tương đương với hữu viện. Nói đến đây, Trác Giáo Tập dừng một chút, sau đó trầm giọng nói. Nhưng bởi vì Nho Phái, Vân Hải Thư Viện chúng ta một mực tồn tại, bởi vì Nho Phái cảm thấy nên cho chúng ta một cơ hội này là Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Chỉ cần Vân Hải Thư Viện chúng ta có người có thể tiến vào top 10 của Bạch Lộ Thư Viện thi đấu, chúng ta có thể về Trung Thổ Thần Châu, trở về danh nghĩa của Bạch Lộc Thư Viện. Cái này cũng là nguyên nhân những năm gần đây viện trưởng không ngừng dẫn người tiến về Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Bởi vì chúng ta chỉ có trở về Bạch Lộc Thư Viện, mới có thể chính thức an toàn. Người tới lần này, là pháp phái đúng không? Dương Diệp trầm giọng nói. Trác Giáo Tập nhẹ gật đầu nói. Lúc này đây bọn hắn ăn thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đoán chừng bọn hắn rất nhanh sẽ phái người đến. Hơn nữa khi đến, nhất định là chí cường giả, nói không chừng không ít hơn 10 vị thánh giả. Ta có thể từ chức hay không? Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Khôi lỗi thánh giả, 1. 10 tên thánh giả. Nói đùa gì vậy, hiện tại Vân Hải Thư Viện chỉ có 4 gã thánh giả, còn ở trạng thái trọng thương. Loại tình huống này, Vân Hải Thư Viện là một chút phần thắng cũng không có. Nói cách khác, hắn làm viện trưởng, tùy thời có khả năng bị tiêu. Diệt. Trác Giáo Tập nghe Dương Diệp nói, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó. Nói. Ngươi muốn từ chức, có thể, nói với Thương lão đầu đi. Chỉ cần hắn đồng ý, chúng ta không có ý kiến. Khóe miệng Dương Diệp co lại, hồi lâu sau, hắn đắng chát cười cười nói. Được rồi, ngươi thắng. Chỉ là hiện tại chúng ta gặp phải tình cảnh thật có chút không ổn. Vân Tiêu Thánh Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta một đao. Thanh đạo môn bởi vì ta, đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại tăng thêm pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện, có thể nói, chúng ta tùy thời có khả năng bị diệt a. Trác Giáo Tập trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ngươi là viện trưởng, ngươi quyết định. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, lão nhân này là muốn chơi xỏ lá. Kỳ thật chúng ta còn chưa tới tuyệt cảnh. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện muốn diệt chúng ta, với tư cách người đối lập bọn hắn, Nho Phái nhất định sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Nếu như Nho Phái cho phép, bọn hắn cũng không cần phải lén lút đến Thanh Châu, mà trực tiếp quang minh chính đại phái cường giả đến diệt chúng ta. Nếu như ngươi muốn dựa vào Nho Phái, như vậy hoàn toàn có thể buông tha cho ý nghĩ này. Trác Giáo Tập trầm giọng nói. Bọn hắn sẵn lòng cho chúng ta cơ hội, nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta không thể nắm chặt cơ hội mà bọn hắn cho, bởi vậy trong bọn hắn đã có rất nhiều người thất vọng đến không chú ý chúng ta. Hơn nữa, cho dù bọn hắn biết pháp phái đối phó chúng ta, cũng sẽ không ra tay quản. Bởi vì chúng ta không có giá trị, không đáng bọn hắn đi đấu với pháp phái. Tiền bối nói, ta đã đoán được đại khái. Ngọc Vô Song nói, ý của ta, cũng không phải dựa vào Nho Phái, ít nhất ở trước mắt. Là không thể dựa vào Nho Phái, cũng không dựa vào được. Vì sao? Dương Diệp nói. Nếu như ngươi muốn dựa vào Nho Phái, như vậy hoàn toàn có thể buông tha cho ý nghĩ này. Trác Giáo Tập trầm giọng nói. Ngọc Vô Song trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện muốn diệt chúng ta, với tư cách người đối lập bọn hắn, Nho Phái nhất định sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Nếu như Nho Phái cho phép, bọn hắn cũng không cần phải lén lút đến Thanh Châu, mà trực tiếp quang minh chính đại phái cường giả đến diệt chúng ta. Nếu như ngươi muốn dựa vào Nho Phái, như vậy hoàn toàn có thể buông tha cho ý nghĩ này. Trác Giáo Tập trầm giọng nói. Bọn hắn sẵn lòng cho chúng ta cơ hội, nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta không thể nắm chặt cơ hội mà bọn hắn cho, bởi vậy trong bọn hắn đã có rất nhiều người thất vọng đến không chú ý chúng ta. Hơn nữa. Cho dù bọn hắn biết pháp phái đối phó chúng ta, cũng sẽ không ra tay quản. Bởi vì chúng ta không có giá trị, không đáng bọn hắn đi đấu với pháp phái. Tiền bối nói, ta đã đoán được đại khái. Ngọc Vô Song nói, ý của ta, cũng không phải dựa vào Nho Phái. Ít nhất ở trước mắt, là không thể dựa vào Nho Phái, cũng không dựa vào được. Nhà đầu, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trác Giáo Tập nói. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu nói. Vô Cực Ma Tông cùng Vân Tiêu Thánh Điện là đối thủ một mất một còn,
lần này Vân Tiêu Thánh Điện đại quy mô xuất động cường giả đến Thanh Châu đối phó chúng ta, nhưng Vô Cực Ma Tông với tư cách tử thù của bọn hắn lại không có chút động tĩnh nào, chư vị không thấy kỳ quái sao? Ngươi nói là, Vô Cực Ma Tông khả năng bị người Pháp phái cảnh cáo. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp nói. Dương Diệp cau mày nói. Không phải khả năng, mà là 100%. Ngọc Vô Song nói. Vân Tiêu Thánh Điện dám quang minh chính đại phái tinh anh tới như thế, cái này chứng minh bọn hắn có nắm chắc Vô Cực Ma Tông không dám ra tay với bọn họ. Mà lấy thực lực của bọn hắn, còn chưa tới tình trạng Vô Cực Ma Tông không dám động tay. Giải thích duy nhất là pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện nhúng tay. Nói đến đây, khóe miệng của Ngọc Vô Song nổi lên dáng tươi cười nói. Các ngươi ngẫm lại, nếu như các ngươi là Vô Cực Ma Tông, các ngươi sẽ cam tâm sao? Sẽ không. Trác Giáo Tập trầm giọng nói. Chỉ là, bọn hắn dám đối kháng pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện ư. Tuy pháp phái không phải đại biểu cho toàn bộ Bạch Lộc Thư Viện, nhưng thực lực của bọn hắn y nguyên không phải một Vô Cực Ma Tông nho nhỏ có thể đối kháng. Tiền bối nói rất đúng. Ngọc Vô Song cười nói. Nhưng nếu như tiền bối là Vô Cực Ma Tông tông chủ, sẽ ngồi nhìn Vân Tiêu Thánh Điện tiếp tục lớn mạnh. Sẽ cam tâm bị pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện quản chế, hoặc uy hiếp. Chỉ cần bọn hắn không cam lòng, chỉ cần trong lòng bọn hắn có oán khí, chúng ta liền có cơ hội. Liên minh với Vô Cực Ma Tông. Trác Giáo Tập nói. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu nói. Pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện, bất kể là Vân Hải Thư Viện chúng ta, hay Vô Cực Ma Tông, đều không thể một mình ngạnh kháng, chớ nói chi là dưới đó còn có Mãng Tộc, Kim Cương Viên Tộc, cùng với Vân Tiêu Thánh Điện. Muốn đối kháng bọn hắn, chúng ta chỉ có liên hợp lại, kể từ đó, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Ta đi Vô Cực Ma Tông một chuyến. Trác Giáo Tập trầm giọng nói. Ngọc Vô Song lắc đầu nói. Chúng ta không thể đi. Vì sao? Trác Giáo Tập khó hiểu nói. Ngọc Vô Song nói. Bởi vì nếu chúng ta chủ động đi, sẽ ở ngày sau trở thành bị động. Chúng ta phải chờ bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta. Vạn nhất bọn hắn không đến tại sao? Trác Giáo Tập nói. Chỉ cần Vô Cực Ma Tông tông chủ có não, bọn hắn nhất định sẽ phái người đến. Ngọc Vô Song khẳng định nói. Trác Giáo Tập nhìn Ngọc Vô Song hồi lâu, sau đó mỉm cười nói. Nhà đầu, người cực kỳ không tệ. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu. Không kiêu không nóng này. Thanh đạo môn thì sao? Trác Giáo Tập nói. Chúng ta giết bọn hắn một thánh giả cùng thanh đạo phu, việc này, dùng phong cách hành sự của thanh đạo môn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn có ba lựa chọn. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Thứ nhất, là không tiếc bất cứ giá nào cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần, thứ hai, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng chúng ta nắm tay giảng hòa, song phương lần nữa hợp tác, thứ ba. Cái gì cũng không làm, chờ cơ hội, ở thời khắc mấu chốt cho chúng ta một kích chí mạng. Bọn hắn có thể sẽ lựa chọn cái thứ ba. Trác Giáo Tập nói. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu nói. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ cần chúng ta liên thủ với Vô Cực Ma Tông, tăng thêm cổ kiếm trai, đến lúc đó, hắn căn bản không dám ra tay với chúng ta. Trừ khi hắn, lựa chọn đi đầu nhập vào Vân Tiêu Thánh Điện. Cho dù bọn họ đầu nhập vào Vân Tiêu Thánh Điện, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Bởi vì Vân Tiêu Thánh Điện cách nơi này quá xa, tăng thêm có Vô Cực Ma Tông tương trợ, Vân Tiêu Thánh Điện căn bản không giúp bọn họ được cái gì. Trác Giáo Tập quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Hết thảy nghe Vô Song. Trác Giáo Tập nhẹ gật đầu nói. Vậy chúng ta ngồi chờ Vô Cực Ma Tông đi. Chỉ chốc lát. Đám người Trác Giáo Tập cùng Ngọc Vô Song đã đi ra đại sảnh chỉ còn lại Dương Diệp cùng Thương Thanh Ảnh. Dương Diệp nhìn Thương Thanh Ảnh hồi lâu, sau đó nói. Ta không biết an ủi người, ta chỉ muốn nói, người muốn báo thù, thì phải nỗ lực biến mình thành càng mạnh hơn nữa. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra ngoài. Người sẽ đi Trung Thổ Thần Châu tham gia thi đấu, đúng không? Thương Thanh Ảnh đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại. Tuy ta không có cảm tình gì với Thương lão đầu, nhưng ta cảm thấy được, cái chết của hắn, Bạch Lộc Thư Viện phải cho một công đạo. Nói xong, Dương Diệp đi ra đại sảnh. Trong đại sảnh, Thương Thanh Ảnh hai tay nắm lại, sau một hồi nàng nói. Bọn họ phải cho một cái công đạo,
phải cho một cái công đạo. Dương Diệp trở lại Vân Hải Lâu, nhốt mình ở trong phòng. Ở trước mặt của hắn, là Tiểu Thanh và Tiểu Hồng. Tiểu Hồng là hắn yêu cầu Tiểu Thanh gọi đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nghiêng đầu. Hiển nhiên, đối phương vẫn còn tức giận vì lúc trước Dương Diệp không cho Tử Tinh Thạch. Dương Diệp bỏ qua Tiểu Hồng, trực tiếp nhìn về phía Tiểu Thanh nói. Ta có thể trợ giúp nàng thành thánh, nhưng điều kiện giống như lúc trước, nàng nhất định phải giúp ta 3 lần. Ta không thích cò kè mặc cả, đáp ứng, ta lập tức cho nàng Tử Tinh Thạch. Nếu như không đáp ứng, hiện tại nàng có thể đi. Đáp ứng. Tiểu Thanh vội vàng nói. Ngưu yên tâm, ta cùng với nàng sẽ không nuốt lời, điểm ấy, ta có thể cam đoan. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cong ngón búng ra, Tử Tinh Thạch rơi vào trước mặt Tiểu Thanh. Tử Tinh Thạch xuất hiện, ánh mắt Tiểu Hồng lập tức rơi vào trên Tử Tinh Thạch, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Các ngươi là mãng tộc sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu nói. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cùng mãng tộc không có quan hệ gì. Bởi vì chúng ta đã bị mãng tộc tộc trưởng đương nhiệm trục xuất mãng tộc. Nếu như không vì như thế, lúc trước 2 tỷ muội chúng ta cũng không cần chạy trốn tới địa phương vắng vẻ như vậy tránh né. Trục xuất mãng tộc, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu nói. Tiểu Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nói. Cha ta đã từng là mãng tộc tộc trưởng, nhưng trước khi hắn vẫn lạc, 2 tỷ muội chúng ta không có trở thành thánh giả. Mãng tộc căn bản không có khả năng để cho kẻ yếu đến đảm đương, cho nên vị trí tộc trưởng bị thúc thúc ta đoạt. Hắn vốn định giết 2 tỷ muội chúng ta, nhưng vì trong tộc có vài vị thánh giả đều là bộ hạ cũ của cha ta, bởi vì bọn hắn ngăn trở, thúc thúc ta mới không dám hạ sát thủ, chỉ có thể khu trục. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên nói. Các ngươi có muốn đoạt lại vị trí mãng tộc tộc trưởng không? Hai nữ nao nao. Trong mắt hiện lên vẻ kích động, Tiểu Thanh có chút rung giọng nói. Người nguyện ý giúp chúng ta. Nếu là Dương Diệp lúc trước, các nàng tự nhiên không dám ôm hy vọng. Nhưng hiện tại, Dương Diệp là Vân Hải Thư Viện viện trưởng, lại là đệ tử Cổ Kiếm Trai, sau lưng có thánh giả của Vân Hải Thư Viện, lại có thánh giả của Cổ Kiếm Trai. Cả hai cộng lại, các nàng muốn đoạt quyền khống chế mãng tộc, hoàn toàn có hy vọng. Có thể thử xem. Dương Diệp nói. Nếu như hai nữ đoạt lại quyền khống chế mãng tộc, vậy đối với Vân Hải Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là một đại hảo sự. Bởi vì như vậy, chẳng khác nào thiếu đi một kình địch mà nhiều một minh hữu. Nếu như người nguyện ý giúp chúng ta, ngày sau chúng ta tất sẽ báo đáp ngươi. Tiểu Thanh cam đoan nói. Dương Diệp nói. Cái này sau này lại nói, hiện tại chính yếu nhất là tỷ tỷ của ngươi thành thánh, sau khi nàng thành thánh, chúng ta sẽ nhiều mấy phần nắm chắc. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, hiện tại ta dẫn tỷ tỷ đi trùng kích thánh giả. Nói xong, Tiểu Thanh nắm tay Tiểu Hồng, thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Thật sự là không thể chờ đợi được a. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, thi thể Chu Nguyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một khôi lỗi thánh giả chính thức a. Dương Diệp nói xong, sau đó bắt đầu luyện chế. Lâu Thiên Tiêu, 1. Sự tình Yên Nữ cùng Thương Vân Tịch, làm cho Dương Diệp cảm thấy nguy cơ trước nay chưa có. Đặc biệt là sự tình của Thương Vân Tịch, cường như Thương Vân Tịch ở lúc đối mặt Bạch Lộc Thư Viện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thiêu đốt linh hồn cùng tự bạo đến đối địch, có thể thấy được Bạch Lộc Thư Viện cường đến loại trình độ nào. Còn có U Minh Điện, đối phương tùy tiện phải một người liền thiếu chút nữa giết chết hắn, nếu như đối phương chăm chú một ít, hắn còn có thể sống sao? Chuyện lần này, làm cho Dương Diệp nhận rõ một sự thật, một hiện thực tàn khốc. Đó chính là hiện tại hắn còn rất yếu, cực kỳ yếu. Một người yếu không sao, sợ là người này không biết mình yếu, hơn nữa còn cảm giác mình cực kỳ mạnh, loại người này, là tuyệt đối sống không lâu. Dương Diệp hắn tự nhiên không phải loại người này, tính cách của hắn cực đoan, nhưng hắn không cố chấp, chỉ cần là vấn đề của mình, mà vấn đề này sai, vậy hắn sẵn lòng đi cải biên. Thực lực một người, cuối cùng là có hạn, tựa như hiện tại, cho dù hắn đạt tới thánh giả, thậm chí trên thánh giả, cũng tuyệt đối không cách nào một người đối kháng toàn bộ Vân Tiêu Thánh Điện, chớ nói chi là Bạch Lộc Thư Viện cùng với U Minh Điện. Muốn đối kháng Vân Tiêu Thánh Điện, muốn cứu An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San, hắn chỉ có tổ kiến thế lực của mình, hoặc là nói liên hợp thế lực khác.
Đây chính là nguyên nhân hắn đột nhiên cải biến chủ ý muốn trợ giúp Tiểu Hồng thành thánh, cùng với đáp ứng giúp các nàng đoạt lại quyền khống chế mãng tộc. Hắn không chỉ cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ, còn muốn tập hợp càng nhiều cường giả nữa. Đảo mắt một ngày đi qua. Trong phòng, trải qua hắn một ngày một đêm không ngừng cố gắng, Chu Nguyên rốt cục bị luyện chế thành kiếm nô. Luyện chế khôi lỗi thánh giả, tự nhiên là có độ khó, cũng may hắn kiên trì được. Thành công luyện chế Chu Nguyên thành kiếm nô, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bán thánh cảnh, với hắn mà nói, xa xa không đủ, hắn phải để cho mình mau chóng đạt tới thánh giả chính thức. Đạt tới thánh giả, mỗi một lần tăng lên, không thể nghi ngờ đều cực kỳ khó khăn, bất quá đối với Dương Diệp mà nói, đó cũng không phải khó khăn như vậy, bởi vì hắn có Tiểu Bạch. Được sự giúp đỡ của Tiểu Bạch, vấn đề huyền khí này, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Dưới tình huống huyền khí sung túc, trùng kích bán thánh tự nhiên là đơn giản hơn nhiều. Trong lúc này, hắn có nghĩ qua mở Hồng Mông Tháp, nhưng vẫn thất bại. Hồng Mông Tháp hấp thu vô số linh khí, nhưng vẫn không có dấu hiệu khôi phục bình thường. Vì không lãng phí huyền khí, hắn chỉ có thể thôi. Vốn hắn cho rằng chỉ cần có đầy đủ linh khí, Hồng Mông Tháp sẽ khôi phục, hiển nhiên, ý nghĩ của hắn là sai. Phải làm sao mới có thể khôi phục Hồng Mông Tháp? Vấn đề này đã trở thành nan đề lớn nhất của Dương Diệp. Hồng Mông Tháp không chỉ quan hệ đến thực lực của hắn tăng lên, bên trong còn có bọn người Tô Thanh Thi, tuy hắn biết đám người Tô Thanh Thi ở bên trong an toàn, nhưng hắn vẫn không yên lòng để các nàng ở bên trong mỏi mòn chờ đợi. Tuy hắn muốn khôi phục Hồng Mông Tháp, nhưng giờ phút này hắn không thể không tạm thời buông việc này, hiện tại, cố gắng tăng lên thực lực của mình mới là chính yếu nhất. Đảo mắt một tháng trôi qua. Ở trong khoảng thời gian Dương Diệp tu luyện, Vân Hải Thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Dương Diệp hứa hẹn mọi người Vân Hải Thành, phàm là người lưu lại thủ thành, Vân Hải Thư Viện tất bảo hộ tử tôn của bọn hắn, còn có thể mở ban phổ thông tuyển nhận tử tôn của những người này vào trong đó bồi dưỡng. Hiện tại ở dưới Ngọc Vô Song điều khiển, toàn bộ Vân Hải Thành Vân Hải Thư Viện thiết lập ban phổ thông, đã đạt tới hơn 1.000 tòa, hơn nữa còn dần dần tăng nhiều. Vô số đệ tử vốn không có thiên phú, không có tư cách tiến vào Vân Hải Thư Viện hiện tại cũng có thể tiến vào trong đó học tập, đạt được Vân Hải Thư Viện phái giáo viên tới dạy bảo. Có lẽ rất nhiều người trong đó ngày sau như trước không có biện pháp chính thức tiến vào Vân Hải Thư Viện, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Bởi vì bọn hắn chỉ ít có một cơ hội, đã có một hy vọng. Hơn nữa, Vân Hải Thư Viện vốn mở huyền kỹ viện, công pháp viện với đệ tử Vân Hải Thư Viện. Hôm nay, ở dưới Ngọc Vô Song điều khiển, cũng cởi mở cho bên ngoài. Đương nhiên, đây là có điều kiện, nhất định phải có học phần, mà học phần, có thể thông qua rất nhiều phương thức đạt được, ví dụ như có thể thông qua Vân Hải Thư Viện tuyên bố nhiệm vụ đạt được, cũng có thể thông qua dùng vật phẩm trao đổi đạt được. Tóm lại, hiện tại Vân Hải Thành, có thể nói là chính thức bị Vân Hải Thư Viện khống chế. Hơn nữa, ở dưới một loạt sách lược của Ngọc Vô Song, tán tu Vân Hải Thành vốn chia rẽ. Hiện tại đang dần dần có lực ngưng tụ. Trong đó, đại bộ phận tán tu đều đã trở thành hộ vệ đội trực thuộc Vân Hải Thành. Những tán tu, thế gia kia không có trực tiếp gia nhập Vân Hải Thư Viện, nhưng mặc dù bọn hắn không có gia nhập Vân Hải Thư Viện, nhưng cùng Vân Hải Thư Viện lại có ngàn vạn quan hệ. Bởi vì không có Vân Hải Thư Viện, bọn hắn đạt được hết thảy, đều sẽ tan thành mây khói. Có thể nói, hiện tại Vân Hiểu Thư Viện ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Vân Hải Thành căn bản không có người dám không nghe hiệu lệnh. Lợi ích, Ngọc Vô Song dùng hai chữ này kéo chặt tất cả mọi người ở Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện lại với nhau. Mọi người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trước kia Vân Hải Thư Viện cao cao tại thượng, là vô số người nhìn lên, nhưng hiện tại, Vân Hải Thư Viện hoàn toàn sáp nhập vào thế tục. Cái cải biến này, ngay từ đầu, trong Vân Hải Thư Viện tự nhiên có người không thích ứng, sẽ phản đối, nhưng rất nhanh. Những thanh âm phản đối này đều biến mất. Bởi vì Ngọc Vô Song nhận được Dương Diệp ủng hộ. Theo như Dương Diệp nói, Ngọc Vô Song làm hết thảy, chính là hắn muốn làm. Tuy năng lực của Ngọc Vô Song yêu nghiệt, nhưng thực lực cuối cùng còn thấp, những người có thực lực kia sẽ khinh thị nàng. Nhưng sau khi nghe Dương Diệp nói, không người nào dám khinh thị tiểu nha đầu chỉ có mười mấy tuổi kia. Ngoại trừ thực lực cá nhân, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là đứng phía sau nàng là Dương Diệp. Ở trong lòng người Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện, uy vọng của Dương Diệp có thể nói đã vượt qua đám người Trác giáo tập. Từ khi Thanh Châu có lịch sử đến nay,
thiên tài thứ nhất dùng thực lực bán thánh chu sát thánh giả. Trong phòng Dương Diệp, Dương Diệp ngồi xếp bằng, khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh, mới đầu cổ khí tức này từ trong cơ thể hắn tràn ra, làm cho cả gian phòng chấn động, bất quá rất nhanh, cổ khí tức này dần dần bình tĩnh xuống. Ở trước mặt hắn, là Tử Điêu cùng Tiểu Bạch. Hai tiểu gia hỏa một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong khoảng thời gian này, các nàng cùng Dương Diệp tu luyện. Vốn Tử Điêu muốn mang Tiểu Bạch đi ra ngoài, bất quá lại bị Dương Diệp cự tuyệt. Bất kể là Tử Điêu hay Tiểu Bạch, đều thật quá dễ dàng rước lấy phiền phức. Đặc biệt là Tiểu Bạch, nàng đi ra ngoài, vô cùng có khả năng đưa tới đại phiền toái. Linh Vương có thể chế tạo tử tinh thạch, nếu để cho ngoại nhân biết, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nâng lên móng vuốt chỉ Dương Diệp, hát sau đó nhẹ nhàng khoa tay múa chân, giống như đang nói cái gì. Tử Điêu lắc cái đầu nhỏ, sau đó cũng bắt đầu khoa tay múa chân. Cứ như vậy, hai tiểu gia hỏa ngươi khoa tay múa chân, ta khoa tay múa chân. Một ngày sau, Dương Diệp đột nhiên thở ra một hơi, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra, mới vừa mở mắt, Tử Điêu liền bay đến trên bờ vai phải, sau đó đầu không ngừng cọ lấy đôi má Dương Diệp. Tiểu Bạch do dự một chút, sau đó cũng bay đến trên bờ vai trái, học Tử Điêu dùng đầu mình cọ đôi má của Dương Diệp. Tử Điêu đột nhiên nâng lên tiểu chảo vỗ đầu Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Tử Điêu, chỉ thấy lúc này Tử Điêu đang lườm nàng, sau đó tiểu chảo chỉ Dương Diệp, lại chỉ mình, tựa hồ là đang nói, chỉ có nàng mới có thể như vậy. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại nhìn thoáng qua Tử Điêu, cuối cùng ở dưới Tử Điêu nhìn chằm chằm gật đầu nhỏ, nhưng hai móng của nàng như trước ôm lấy cổ Dương Diệp, sau đó còn cọ đôi má Dương Diệp. Hiển nhiên, tuy nàng gật đầu, nhưng không biết ý tứ chân chính của Tử Điêu. Nhìn thấy một màn này, Tử Điêu tức a. Tử Điêu giơ tiểu chảo lên, muốn cho Tiểu Bạch một kích, lúc này, Dương Diệp đột nhiên duỗi ra hai tay ôm lấy Tử Điêu cùng Tiểu Bạch, ở trên mặt hai tiểu gia hỏa hung hăng hôn một cái, cười nói. Vừa mở mắt liền thấy các ngươi, thật tốt. Hắn rất ưa thích loại bình tĩnh này, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là ngắn ngủi. Bị Dương Diệp hôn một cái, đôi má Tử Điêu lập tức đỏ lên, nàng xấu hổ chừng Dương Diệp một chút. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào trong ngực Dương Diệp. Tiểu Bạch ngẩn người, sau đó cũng học Tử Điêu, chừng Dương Diệp một cái, hóa thành một đạo bạch quang chui được trong ngực Dương Diệp. Trong ngực Dương Diệp tự nhiên là chứa không nổi hai tiểu gia hỏa, ở trong lòng ngực của hắn, có một không gian do Tử Điêu mở ra, bình thường Tử Điêu cùng Tiểu Bạch đều ở bên trong. Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa tiến vào không gian trong lòng ngực của hắn, Dương Diệp cười ha ha, đứng dậy. Giãn gân cốt thoáng một phát, sau đó toàn thân vang lên từng tiếng đùng đùng. Đã là bán thánh trung cấp, bán thánh cao cấp còn có thể xa ư. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, trải qua hơn một tháng khổ tu, hắn cuối cùng từ bán thánh tấn thăng đến bán thánh trung cấp. Cảnh giới tăng lên, các phương diện thực lực đều có được trợ giúp cực lớn, đặc biệt là kiếm vực mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi cảnh giới của hắn. Chỉ là bán thánh trung cấp mà thôi, đừng tự kỳ. Đến, đi ra để cho ta kiến thức thiên tài của Thanh Châu chúng ta. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp có chút co lại, bởi vì hắn không có phát hiện ngoài cửa có người, dù cho đến bây giờ, hắn cũng không cảm giác được ngoài cửa có người. Nghe thanh âm là một người tuổi còn trẻ. Là ai? Lâu Thiên Tiêu. Ngoài cửa, bên vách tường, một nam tử dựa trên vách tường, hai tay nắm một thanh trường kích màu tím. Hắc y tóc đen, áo cùng tóc đều bồng bềnh phiêu giật, không búi không bó, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, cười có chút tà dị. Dương Diệp liếc nam tử tóc đen nói. Lâu Thiên Tiêu. Nam tử tóc đen cũng liếc Dương Diệp, nói. Không nghĩ tới Thanh Châu chúng ta lại ra một người có thể dùng thực lực bán thánh chém giết thánh giả, không tệ, đền, cho ta xem, thực lực của người đến trình độ nào. Thanh âm của nam tử tóc đen rơi xuống, trường kích trong tay hắn rời khỏi tay, bắn về phía Dương Diệp. Tốc độ của trường kích không thể nói rất nhanh, phải nói còn có chút chậm, nhưng Dương Diệp lại bay lên một loại cảm giác, trốn không thể trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khí thế. Trong mắt Dương Diệp có vẻ ngưng trọng, thời điểm hắn sử dụng kiếm cũng có kiếm thế, biết rõ loại thế này lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới nam tử trước mắt đã cường đại đến loại trình độ này. Có thể nói, thế của nam tử trước mắt này,
đã không chút thua nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Dương Diệp không có đi khinh thị, bước ra một bước, Hoàng Tuyền kiếm mang theo kiếm ý hư vô cảnh nhẹ nhàng điểm vào trường kích. Một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, trường kích cùng Hoàng Tuyền kiếm đều run kịch liệt, sau đó trường kích bay ngược về trong tay nam tử Hắc Y, nam tử Hắc Y lui lại ba bước, sàn nhà dưới chân lập tức hóa thành bột mịn. Mà Dương Diệp cũng lui về sau một bước, dưới chân hắn vô cùng bình tĩnh. Kiếm ý hư vô cảnh. Trên mặt nam tử Hắc Y nhiều hơn một tia ngưng trọng. Ngươi quả thực khiến ta kinh ngạc, vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý hư vô cảnh, phải biết rằng, coi như là Lâu Thiên Tiêu cùng ta cũng không có lĩnh ngộ ý cảnh hư vô. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu chúng ta sẽ thua ngươi. Ý cảnh, nói cho cùng chỉ là một cái phụ trợ. Ngươi không phải Lâu Thiên Tiêu. Dương Diệp nói. Nếu như là hắn, ngươi khả năng đã bị chết. Nam tử Hắc Y nói. Vậy sao? Dương Diệp nói. Không phải Lâu Thiên Tiêu, vậy ngươi chính là hư vô thần. Thông minh. Hư vô thần cười hắc hắc nói. Bản thân là thiên tài Thanh Châu, như thế nào, có phải có loại cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt hay không? Ngươi mạnh hơn đám người Uyển Nhi rất nhiều. Dương Diệp trầm giọng nói. Tuy chỉ cùng hư vô thần giao thủ một chiêu, nhưng Dương Diệp biết rõ, nam giới tam đại thiên tài, kể cả Lục Uyển Nhi ở bên trong cũng không phải đối thủ của hư vô thần. Ta cùng với Lâu Thiên Tiêu đi qua trung thổ thần châu. Dáng tươi cười trên mặt hư vô thần dần dần biến mất. Đi nơi đó, người mới minh bạch, cái gọi là thiên tài của nam giới chúng ta, là một sự tình buồn cười cỡ nào. Giống như ngươi, ở thế hệ trẻ tuổi Thanh Châu chúng ta là đệ nhất, nhưng đi trung thổ thần châu. Chỉ sợ ngay cả top 10 cũng không thể vào được. Sở dĩ đám người đạo phu bị ta cùng với Lâu Thiên Tiêu bỏ qua, không phải vấn đề thiên phú của bọn hắn, mà là vấn đề tâm tình của bọn hắn. Một người không thể tinh tường nhận thức đến bản thân chưa đủ, làm sao có thể trở thành cường giả chính thức? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Người nói điểm ấy, ta rất tán thành. Không nói những thứ này nữa. Hư vô thần khoát tay áo nói. Lần này ta đến. Là đại biểu Vô Cực Ma Tông đến. Vô Cực Ma Tông chúng ta gần đây vui với giúp người, biết rõ các người bị Vân Tiêu Thánh Điện còn có mãng tộc, kim cương viên tộc khi dễ, lần này chúng ta cố ý đến giúp bọn ngươi. Ân, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng Vân Hải Thư Viện thành thế lực phụ thuộc của Vô Cực Ma Tông chúng ta, về sau Vân Hải Thư Viện các ngươi, do Vô Cực Ma Tông chúng ta bảo hộ. Đa tạ hảo ý của các ngươi. Dương Diệp nói. Bất quá, chúng ta không cần người khác bảo hộ. Cho nên, ngươi có thể trở về. Hư vô thần nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Hiện tại Vân Hải Thư Viện chỉ có 4 vị thánh giả, tăng thêm thủ hạ của ngươi, bất quá cũng mới 5 vị. Mà địch nhân của các ngươi, không chỉ Vân Tiêu Thánh Điện, Mãng Tộc, Kim Cương Viên Tộc, Thanh Đạo Môn, còn có người đến từ Trung Thổ Thần Châu. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù Vân Hải Thư Viện ngươi liên thủ với Cổ Kiếm Trai, các ngươi cũng không có sinh cơ. Thật sự không được, ta sẽ dẫn Vân Hải Thư Viện đầu hàng Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp nói, ta nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hư vô thần nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên hắn nhếch miệng cười cười nói. Trước kia chỉ là đùa một chút, hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Chúng ta có cùng chung địch nhân, cho nên, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Công thủ đồng minh. Dương Diệp nhìn hư vô thần nói. Vị trí song phương ngang hàng, yêu cầu của ta chỉ đơn giản như vậy. Vô Cực Ma Tông chúng ta có hại chịu thiệt. Hư vô thần nói. Hiện tại cho dù Vân Hải Thư Viện các ngươi tăng thêm Cổ Kiếm Trai, cũng không mạnh bằng chúng ta, không phải sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Vậy cứ như thế, các ngươi chỉ cần đối phó Vân Tiêu Thánh Điện, mà mãng tộc cùng với Kim Cương Viên do Vân Hải Thư Viện chúng ta cùng Cổ Kiếm Trai đối phó. Về phần Trung Thổ Thần Châu, chúng ta liên thủ đối kháng, như thế nào? Vẫn không công bình. Hư vô thần nói. Trung Thổ Thần Châu, mục đích của bọn hắn là các ngươi, mà không phải Vô Cực Ma Tông chúng ta. Bọn hắn mượn lực lượng của Vân Tiêu Thánh Điện đối phó Vân Hải Thư Viện chúng ta cùng Cổ Kiếm Trai, nhất định là hứa hẹn Vân Tiêu Thánh Điện cái gì, mặc kệ hứa hẹn Vân Tiêu Thánh Điện cái gì, ta nghĩ khẳng định đều bất lợi với Vô Cực Ma Tông ngươi. Cho nên... Khi bọn hắn cùng Vân Tiêu Thánh Điện liên thủ, hắn cũng là địch nhân của Vô Cực Ma Tông ngươi, không phải sao? Dương Diệp nói. Ngươi, hư vô thần muốn nói gì, nhưng Dương Diệp lại đột nhiên cắt đứt hắn.
ta minh bạch ý của ngươi, nhưng ta muốn nói là, tình huống của chúng ta đã đến thời khắc nguy cấp nhất, nếu như chúng ta vẫn còn vì những chuyện này tính toán chi ly, như vậy chờ chúng ta, tuyệt đối là diệt vong. Mà nếu như đến lúc đó chúng ta có thể thắng lợi, khi đó toàn bộ Bắc giới, thế lực nhân loại chỉ còn lại có Vô Cực Ma Tông ngươi. Mộ Địa nhân loại, 2. Ngươi không muốn nhúng tay Bắc giới. Hư Vô Thần nói. Dương Diệp nói. Nói không muốn, đó là giả dối, nhưng ta biết thực lực của mình. Hư Vô Thần nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vậy quyết định như vậy đi, trước khi ta đến, chúng ta nhận được tin tức, Vân Tiêu Thánh Điện âm thầm phải ra cường giả đến Nam giới, mục đích hắn là bắt Ngọc Vô Song có thể chất đặc thù. Bốn điều này cùng Vô Cực Ma Tông chúng ta không có quan hệ gì, nhưng hiện tại đã có. Cho nên, người yên tâm, cường giả của bọn hắn không đến được Nam giới. Dương Diệp cong ngón búng ra, một phiên tử tinh thạch rơi vào trước mặt Hư Vô Thần nói. Một chút thành ý, đừng ghét bỏ. Hư Vô Thần nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi làm người thật không tệ. Nói xong, tay phải vung lên, biến mất ngay tại chỗ. Hư Vô Thần đi rồi, Ngọc Vô Song đi vào trong nội viện nói. Xem ra Vân Tiêu Thánh Điện không tính toán buông tha ta. Ta cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ngươi luôn tự tin như vậy. Nói xong, nàng lấy ra một quyển trục bằng da thú đưa tới trước mặt Dương Diệp. Đây là gì? Dương Diệp khó hiểu. Đây là địa đồ lộ tuyến của Ái Cầm Hải vực, không quá đầy đủ, nhưng có thể cho ngươi đi đến Ái Cầm Hải. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp nói. Ta biết rõ, không cho ngươi đi thử xem, ngươi vĩnh viễn sẽ không cam lòng. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu như không được, liền lập tức trở về, ngàn vạn lần đừng cưỡng cầu, được không? Nhìn quyển trục bằng da thú hồi lâu, Dương Diệp thò tay vuốt vuốt đầu Ngọc Vô Song, cười nói. Nhà đầu ngươi, càng ngày càng yêu nghiệt. Sự tình Lục Uyển Nhi kéo càng lâu đối với nàng càng bất lợi, cho nên lần này xuất quan, hắn liền chuẩn bị tiến về Ái Cầm Hải, đi tìm tạo hóa quả. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Ngọc Vô Song rõ ràng đoán được, còn làm chuẩn bị cho hắn. Ngọc Vô Song chân thành nói. Yêu vương ở Ái Cầm Hải vực được xưng là Tu La Vương, thực lực của nàng ở trong Thanh Châu 12 yêu vương xếp hàng thứ nhất, cũng là một vị thần bí nhất. Bởi vì cho tới bây giờ không có ai biết diện mục thật cùng lai lịch của nàng. Chỉ biết nàng thống lĩnh Ái Cầm Hải vực, hơn nữa cực kỳ cừu thị nhân loại, từng nói, bất luận nhân loại nào dám can đảm bước vào Ái Cầm Hải, Chu Cửu tộc, là cấm địa của nhân loại, cho dù ngươi muốn đi, cũng không thể quang minh chính đại đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta có ám pháp tắc và kiếm vực, chỉ cần ta không chủ động hiện thân, coi như là thánh giả cũng không phát giác được. Ta chính là biết rõ điểm ấy, mới dám cho ngươi đi. Ngọc Vô Song thấp giọng nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn ngươi bây giờ liền đi, bởi vì ngươi còn có chút yếu. Nhưng ta biết rõ, không cho ngươi đi, ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm, hơn nữa ta cũng không ngăn cản được ngươi. Dương Diệp cười cười nói. Đừng lo lắng, ta cũng chỉ là đi thử xem, nếu như thật sự khó khăn, ta sẽ tạm thời buông tha. Ngọc Vô Song nói. Nhớ kỹ, ngươi còn sống, Vân Hải thư viện chúng ta, còn có Uyển Nhi tỷ mới có hy vọng. Nếu như ngươi chết, chúng ta kết cục như thế nào, ngươi có thể tưởng tượng được. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ngọc Vô Song lại nói. Ngươi đi rồi, ta sẽ nói ngươi đang bế quan. Ngươi bây giờ là tâm phúc của mọi người, chỉ có ngươi ở đây, mọi người mới có thể yên tâm. Còn nữa, bên Uyển Nhi tỷ ngươi không cần đi tạm biệt, để tránh nàng lo lắng. Dương Diệp vung tay lên, Chu Nguyên xuất hiện ở trước mặt Ngọc Vô Song nói. Ta đi rồi, hắn sẽ âm thầm bảo hộ ngươi cùng Uyển Nhi. Đừng cự tuyệt, lần này ta đi không phải đi đánh nhau, nhiều người với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa, cũng chỉ có thánh giả một tấc không rời bảo hộ ngươi cùng Uyển Nhi, ta mới có thể an tâm ly khai Vân Hải Thành. Ngọc Vô Song trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Bao lâu sẽ trở về? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Dương Diệp nói. Nếu như Vân Hải Thành có việc, ngươi có thể truyền âm cho ta. Nói đến đây, Dương Diệp nhẹ nhàng hôn Ngọc Vô Song nói. Chăm sóc tốt mình, chiếu cố Uyển Nhi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Ngọc Vô Song sờ lên cái trán của mình,
ngây người tại nguyên chỗ rất lâu. Hai ngày sau, cách Ái Cầm Hải tầm 10 vạn dặm, Dương Diệp phát hiện một tòa thành, thành rất nhỏ, không bằng một phần 10 Vân Hải thành, còn có chút ít tàn phá. Do dự một chút, thân hình Dương Diệp khẽ động, đã rơi vào cửa thành. Tường thành tàn phá không chịu nổi, khắp nơi là vết rách, phảng phất như tùy thời muốn sụp đổ. Trên cửa thành vết rỉ loang lổ, là ba chữ to huyết hồng, nhân loại mộ. Nhân loại mộ. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, thân hình khẽ động, tiến vào trong thành, khi nhìn thấy tình huống trong thành, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Thi thể, ở trong tầm mắt là vô số thi thể, ít nhất 10 vạn trở lên. Những thi thể này từng dãy chỉnh tề bị đính ở hai bên con đường, hai bên đường không có bất kỳ kiến trúc, chỉ có một hàng cọc đá, mà trên những cột đá, toàn bộ là thi thể. Trong đó nam nữ đều có, phần lớn đều là huyền giả, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, thấp nhất cũng là hoàng giả cảnh. Mà ở trước nhất hai bên, Dương Diệp phát hiện bốn thi thể. Bốn cổ thi thể này là thánh giả cảnh. Ở chính giữa con đường có một tấm bia đá, phía trên có một hàng chữ bằng máu, người tự ý vào Ái Cầm Hải, chết. Nhân ngư tộc, một. Nhìn tấm bia đá kia, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Một màn trước mắt nói cho hắn biết Tu La Vương kia đến tột cùng cửu thị nhân loại như thế nào, cũng nói cho hắn biết đối phương mạnh bao nhiêu. Tuy hắn có thể vượt cấp giết thánh giả, nhưng hắn biết rõ, một ít thánh giả cũng không có yếu như hắn nghĩ. Ví dụ như Thương Vân Tịch, ví dụ như Kiếm Vô Trần, nếu như chống lại hai người này, trừ khi lấy ra Táng Thiên, bằng không thì hắn căn bản không có khả năng thăng. Mà thực lực của Tu La Vương, được xưng Thanh Châu đệ nhất yêu vương, kỳ thật cũng chẳng khác nào là Thanh Châu đệ nhất cường giả. Dùng thực lực của hắn bây giờ đụng với đối phương, đoán chừng Táng Thiên đi ra chỉ sợ cũng không có tác dụng. Muốn trở về kêu đám người Kiếm Vô Trần đến hay không? Việc này, còn phải dựa vào chính hắn. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt của Dương Diệp rơi vào trên thi thể bốn gã thánh giả kia, nhìn bốn cổ thi thể này, khóe miệng Dương Diệp không khỏi nổi lên dáng tươi cười, đây chính là khôi lỗi thánh giả có sẵn a. Nhưng khi hắn đi đến trước mặt bốn cổ thi thể, dáng tươi cười của hắn đọng lại. Bởi vì bốn cổ thi thể này không chỉ thần hồn câu diệt, ngay cả thân thể cũng bị hủy, sở dĩ thoạt nhìn hoàn hảo, cái này hoàn toàn là một loại biểu hiện giả dối, chỉ cần có ngoại lực đụng thoáng một phát, những thi thể này sẽ hóa thành tro tàn. Đáng tiếc, Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, nếu như bốn cổ thi thể này đều luyện chế thành khôi lỗi, vậy hắn tương đương với nhiều hơn bốn thủ hạ thánh giả A-H. Dương Diệp tiếc hận nhìn thoáng qua bốn thi thể thánh giả, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Ái Cầm Hải. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới Ái Cầm Hải, liếc nhìn lại, là biển cả mênh mông. Ở cuối tầm mắt, mơ hồ có thể thấy vài hòn đảo mơ hồ. Đứng ở bên cạnh bờ hồi lâu, Dương Diệp xê đột nhiên cởi bỏ quần áo toàn thân, sau đó lấy ra một kiện gia thú quấn ở bên hông, che khuất bộ vị bên hông trở xuống, về phần trên thân, thì hoàn toàn trần trụi. Vì để cho mình càng giống một yêu tộc, hắn còn để cho nửa bên mặt của mình long biến, để cho nửa bên mặt bao trùm một tầng lân phiến, bởi vì long biến một nửa, bởi vậy hoàn toàn nhìn không ra cái này cùng long có quan hệ gì. Ở Ái Cầm Hải, Tu La Vương không chào đón bất luận nhân loại nào, nhưng lại không bài xích yêu tộc. Cho nên chỉ cần là yêu tộc, đều có thể đến Ái Cầm Hải vực. Bởi vậy Ái Cầm Hải vực cũng là chỗ một ít yêu thú tránh né. Đặc biệt là những yêu tộc cùng nhân loại có thâm cừu đại hận. Uy, tiểu tử kia, có phải đi Minh Lam đảo không? Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, trên mặt nước chỉ thấy xa xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ, là một lão giả cùng một nữ tử mặc váy lam. Dương Diệp phát hiện, lão giả này cùng nữ tử đều là mình người đuôi cá. Là nhân ngư tộc. Do dự một chút. Thân hình Dương Diệp khẽ động, muốn bay về phía thuyền nhỏ kia, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, mình vừa mới bay lên, đã bị một cổ lực lượng vô hình áp chế xuống. Có cấm chế. Lúc này, lão giả cùng nữ tử váy lam kia chèo thuyền đi tới bên cạnh bờ. Lão giả đánh giá, cười hắc hắc nói. Là từ bên ngoài đến A. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Làm sao ngươi biết? Chứng kiến ngươi muốn bay ta biết ngay. Lão giả cười nói. Bởi vì chỉ cần là người ở Ái Cầm Hải vực đều biết, ở khu vực này không thể phi hành. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu nói. Nếu các ngươi cũng có thể bay qua,
nhân ngư tộc chúng ta còn làm sao kiếm nội đan? Lão giả cười ha ha nói. Dương Diệp. Đến Minh Lam đảo, 5 viên nội đan yêu thú tôn cấp, có đi không? Không đi lão phu liền đi. Lão giả nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua phía chân trời, trên trời có cấm chế, dùng thực lực của hắn, cưỡng ép phá vỡ cũng không phải việc khó gì, chỉ là như vậy không khỏi quá cao điều. Lần này tới Ái Cầm Hải, hắn nhất định phải ít xuất hiện một chút. Nghĩ vậy, Dương Diệp thả người nhảy lên, rơi vào trên thuyền, hắn cong ngón búng ra, một viên nội đan rơi vào trước mặt lão giả. Nhìn thấy nội đan, lão giả cùng nữ tử váy lam nao nao, nữ tử váy lam đột nhiên cầm nội đan đưa tới trước mặt Dương Diệp, thấp giọng nói. Chúng ta chỉ cần 5 viên nội đan yêu thú tôn cấp là được, cái này, đây là nội đan yêu thú hoàng cấp. Ngại ít. Dương Diệp nói. Nữ tử váy lam vội vàng lắc đầu nói. Không, không phải, là nhiều lắm. Một quả nội đan hoàng cấp, đổi 1000 viên nội đan tôn cấp cũng đủ. Ngươi cho nhiều lắm. Cái này còn không tốt sao? Dương Diệp có chút khó hiểu nói. Nữ tử váy lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ. Nhân ngư tộc chúng ta là tộc giảng danh dự, quy định bao nhiêu là bao nhiêu, tuyệt không thu nhiều. Nghe nữ tử váy lam nói, Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn đánh giá nữ tử váy lam. Nữ tử là tôn cấp, thực lực có chút yếu, dung mạo thanh tú, không nói được tuyệt sắc, nhưng không xấu, thuộc về chủng loại nén lòng mà nhìn lần hai kia. Phát giác được ánh mắt của Dương Diệp, sắc mặt nữ tử nhân ngư trở nên hồng, tranh thủ bỏ nội đan hoàng cấp vào trong tay Dương Diệp, sau đó lui trở về bên cạnh lão giả. Mà ánh mắt lão giả nhìn Dương Diệp thì có chút đề phòng. Cái này để cho Dương Diệp hơi xấu hổ, bất quá da mặt hắn dày, hoàn toàn làm như cái gì cũng không có phát sinh, sau đó lại cong ngón búng ra, nội đan hoàng cấp trong tay bay đến trước mặt nữ tử nhân ngư nói. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ muốn nghe ngóng chút sự tình, nội đan hoàng cấp này xem như thù lao, như thế nào. Vẫn nhiều lắm. Nữ tử váy lam nói khẽ. Khóe miệng Dương Diệp co lại, cũng không phải hắn muốn nhét nội đan hoàng cấp cho đối phương, mà vì trong nạp giới của hắn, thấp nhất cũng là nội đan yêu thú hoàng cấp. Dương Diệp miễn cưỡng cười nói. Không nhiều, không nhiều. Nữ tử nhân ngư còn muốn nói điều gì, Dương Diệp đột nhiên nói. Được rồi, ta ăn ngay nói thật, ta không có nội đan yêu thú tôn cấp, ta chỉ có nội đan yêu thú hoàng cấp. Nếu các ngươi còn không muốn, ta chỉ có thể xuống thuyền. Nữ tử nhân ngư cùng lão giả nao nao, hiển nhiên, hai người không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên giàu có như vậy. Nữ tử nhân ngư do dự, sau đó nhìn về phía lão giả khẽ gật đầu. Thấy lão giả gật đầu, nữ tử nhân ngư không chần chờ, thu nội đan hoàng cấp vào nói. Ngươi hỏi đi, chỉ cần chúng ta biết, nhất định sẽ nói cho người biết. Nữ tử nhân ngư nhận lấy nội đan. Đuôi cá của lão giả bắt đầu chuyển động, trong chốc lát, cả con thuyền như mũi tên kích xạ ra. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt nói. Bồng Lai đảo cách nơi này bao xa? Bồng Lai đảo. Nữ tử nhân ngư có chút kinh ngạc. Ngươi muốn đi Bồng Lai đảo? Không được sao? Dương Diệp nói. Đương nhiên không thể. Nữ tử nhân ngư nói. Đó là địa bàn của Tu La Vương, đừng nói yêu tộc từ bên ngoài đến. Coi như chúng ta cũng không thể tiến về Bồng Lai đảo. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu nói. Nữ tử nhân ngư nói. Bởi vì nơi đó là thánh địa tu luyện, chỉ có thiên tài trong các tộc mới có cơ hội đi chỗ đó. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, sau đó nói. Ngươi xem ta có tính thiên tài không? Nữ tử nhân ngư nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Ngươi là cảnh giới gì? Nghe được nữ tử nhân ngư nói. Dương Diệp mới phát hiện, hắn dùng kiếm vực ẩn nấp khí thức của mình, đang lúc hắn chuẩn bị triệt hồi kiếm vực, nữ tử nhân ngư lại nói. Kỳ thật, cho dù ngươi là thiên tài, ngươi cũng không đi Bồng Lai đảo được. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử nhân ngư nói. Bởi vì ngươi không phải yêu tộc bản thổ Ái Cầm Hải vực chúng ta, yêu tộc từ bên ngoài đến không cách nào tiến về Bồng Lai đảo. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu nói. Không có biện pháp khác ư. Nữ tử nhân ngư do dự, sau đó nói. Ngược lại là có một cách, ngươi có thể lấy một nữ tử yêu tộc bản thổ Ái Cầm Hải vực, như vậy ngươi cũng có thể đi. Đương nhiên, điều kiện là ngươi có thực lực, bằng không thì ngươi sẽ bị cự ở ngoài cửa.
lấy một nữ tử yêu tộc bản thổ ái cầm hải vực. Dương Diệp hơi sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người nữ tử nhân ngư. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Diệp, nữ tử nhân ngư biến sắc, sau đó vội vàng lắc đầu nói. Ta không được, ta. Dương Diệp cười khổ, nữ nhân này lại hiểu lầm. Đúng lúc này, đột nhiên mặt nước dâng lên cột nước, con thuyền của ba người Dương Diệp lập tức bị buộc ngừng. Cột nước tán đi, vài nam tử tay cầm trường xiên xuất hiện ở trong tầm mắt, cái này vài tên nam tử thân người xa đầu, toàn bộ là hoàng cấp. Nhìn thấy mấy nam tử kia, sắc mặt của lão giả cùng nữ tử đại biến. Ánh mắt nam tử cầm đầu trực tiếp xẹt qua Dương Diệp cùng lão giả nhân ngư, sau đó rơi vào trên người nữ tử nhân ngư, nhìn thấy nữ tử, con mắt của nam tử nhân xa lập tức sáng ngời. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, lại gặp một mỹ nhân ngư, ha ha, giả cùng nam giết chết, nữ đừng làm hư. Chờ chúng ta chơi chán, còn có thể bán một cái giá tốt. Nghe được nam tử nhân xa nói, sắc mặt nữ tử nhân ngư trắng bệch. Dương Diệp nhướng mày, tay phải chậm rãi nắm lại. Động thủ. Nam tử nhân xa cầm đầu vung tay lên, ra lệnh. Đợi một tí. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên chỉ vào Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay hét lớn. Trên người hắn có nội đan, có rất nhiều nội đan, thấp nhất cũng là hoàng cấp. Nói xong, tay phải hắn khẽ vẫy, nội đan hoàng cấp trong nạp giới của nữ tử nhân ngư bay đến trong tay hắn nói. Các ngươi xem, đây chính là vừa rồi hắn cho chúng ta, hắn thật sự có nội đan hoàng cấp, có rất nhiều rất nhiều. Dương Diệp vốn đang chuẩn bị ra tay nghe lão giả nói, không khỏi sửng sốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.